Chương 631, tiến về phía bố gia. Giữa lúc đường phong cho rằng bản thân mình lại phải ngã xuống, giữa không trung đột nhiên có một vỏ kiếm bay qua. Đường phong cũng là nhanh tay nhanh mắt, đưa tay bắt được vỏ kiếm, thân thể chợt dừng một lát, con đau quặn cũng dần hết, thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, khiến người ta rất sảng khoái còn gì. Đường phong ngẩng đầu nhìn, chính thấy trang tú tú đang nằm mép núi, một tay chống lên mặt đất, một tay cầm đầu kia vỏ kiếm, Đầu khác thì mình đang tóm lấy, nghiến răng, mồ hôi trên trán lấm tấm, đôi mắt tràn ngập vẻ phức tạp, nhìn thẳng vào mình. Đường Phong giống như con diều giấy, treo giữa vách núi, lên cũng không lên được, xuống cũng không xuống được, khỏi phải nói là xấu hổ tới mức nào, người tốt quả nhiên được đền đáp, Đường Phong khẽ nhếch miệng, khẽ cười với Trang Tú Tú. Không có cách nào, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Người này với mình có cừu oán, vạn nhất lúc này định trả thù thì đường phong khóc như chưa từng được khóc, nhưng cẩn thận ngẫm lại, mình cũng từng chiếu cố tới nàng, cứu mạng nàng, chỉ cần nàng còn có chút lương tâm, hẳn sẽ không quán mặt kệ mình. Nghe đường phong nói xong, đôi mắt trang tú tú lại càng thêm phức tạp, đầy vẻ đấu tranh và do dự, nàng sẽ không thả đúng không? Đường phong lo lắng gần chết, người này rõ ràng đang suy nghĩ tới việc đó. Vẻ mặt lường lự đã hoàn toàn bán đứng ý định của nàng, trang tú tú mấp máy miệng, vẫn nhìn đường phong không trả lời, cũng không có ý muốn kéo hắn lên tú tú nàng là người tốt tuy rằng bề ngoài trong ngươi lạnh lùng nhưng ta biết trong lòng nàng còn nhiệt tình hơn so với bất cứ ai khác không thể có hành vi thấy chết mà không cứu được đường phong lấy tình nghĩa để cảm động cô ít ở đó mà hoa ngôn xảo ngữ đi trang tú tú lạnh lùng nói trước tiên nàng nên kéo ta lên thì hơn đường phong thầm nghĩ đại trượng phu có thể co có thể dúi chờ thiếu gia lên rồi ngươi sẽ biết tay ngươi cầu xin ta đi cầu xin ta kéo ngươi lên Giờ phút này, tức giận trong một tháng qua của Trang Tú Tú rốt cục đã bộc phát ra. Khóe miệng hiện ra một nụ cười nhạt đầy đắc ý, đây là lửa giận cho nhộng ông, đây là máu và nước mắt của một nữ nhân được phát tiết, kẻ sĩ có thể bị giết chứ không chịu nhục, suy nghĩ này vang lên trong đầu Đường Phong, tốt, ta biết ngươi thực sự cứng rắn. Ta xem ngươi có thể kiên trì hay ta có thể kiên trì. Nói trước một tiếng, ta đã không còn bao nhiêu sức lực đâu, Trang Tú Tú cười càng đắc ý hơn bất luận là ai không kiên trì trước, ngươi vẫn là kẻ bị thiệt. Đường Phong thở dài một tiếng, mở miệng nói, không phải chỉ là cho ngươi ăn chút nhộng ong sao? Ta còn đặc biệt bôi mật lên, lúc đó chẳng phải để cho người khô hơn sao? Chẳng lẽ ngươi lại có thể lấy oán trả ơn sao? Ngươi câm miệng, không cho phép ngươi nói nữa. Mật trang tú tú trắng không còn chút máu. Được, được ta không nói. Đường Phong bất đắc dĩ đành chấp nhận, nhưng ngươi cũng nên thẳng thắn một chút, quyết định cho xong đi. Ta bị treo ở chỗ này rất khó chịu, Đường Phong đã sớm nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Người này sẽ không bỏ mình lại, bằng không vừa rồi sẽ không cứu mình. Chỉ là trong lòng nàng có chút ác cảm, khiến nàng cảm giác không muốn kéo mình lên, hiện tại, nàng đang ở trong tình cảnh chọn lựa khó khăn, chỉ cần đưa cho nàng một bậc thang để bước xuống, nàng có thể kéo mình lên rồi, Tú Tú à, ta đã cứu ngươi không chỉ một lần. Hiện tại, ngươi cũng có thể cứu ta một mạng. Đường Phong hiểu điều đó, giọng nói có vẻ khẩn thiết, ta không cầu ngươi cứu ta, là chính ngươi tự nguyện cứu. Trang Tú Tú không thay đổi nét mặt, liên tục cười nhạt, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao. Trắng độc ở miệng, ông vàng đốt bằng đuôi sao, hai thứ này cũng chưa đủ độc, độc nhất vẫn là phụ nhân tâm. Trầm tư một lát, Trang Tú Tú lại nói, muốn ta cứu ngươi cũng rất đơn giản, ngươi đáp ứng ta một điều kiện, nói, ngươi không được gia nhập vào cuộc tí thí giữa các gia tộc nếu không đáp ứng, ta tình nguyện cả đời ấy nấy, cũng bỏ ngươi lại mà đi. Ánh mắt trang tú tú đầy hung dữ nói, sau đó giọng nói lại mềm xuống, ôm nhu nói, bất quá ngươi yên tâm, chờ khi cuộc tranh tài trong gia tộc kết thúc, ta sẽ tới cứu ngươi, nếu như lúc đó ngươi còn chưa có chết, ta đáp ứng, đường phong không hề nghĩ ngợi, liền hoàn toàn nhận lời, thực sự, trên mật trang tú tú hiện ra một nụ vừa mỉm, từ trước đến nay, bản thiếu gia một lời nặng tựa chính đỉnh, đường phong nói rất chắc chắn trang tú tú chăm chú nhìn sắc mặt của đường phong chỉ nhìn thấy một sự chính khí nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi dùng sức kéo đường phong đi lên vừa lên khỏi vân hải chi nhai đường phong liền phát hiện rõ ràng cương khí bị phong bế trong người mình rốt cục bắt đầu lưu chuyển điều này giống như đã mất đi mà bây giờ lại được phục hồi lại khiến tâm tình tức giận không nhịn được mà bớt đi vỗ vỗ bụi bặm trên người sửa sang lại y phục đường phong có cảm giác như vừa sống lại Trang tú tú vẫn gắt gao nhìn chầm chầm vào đường phong, đợi một lát mới mở miệng nói, ngươi sẽ làm đúng như lời ngươi vừa đáp ứng ta chứ, ta nói cái gì chứ, đường phong nghiêng đầu nhìn nàng, trang tú tú liền lạnh xuống, hơi thở có chút căng thẳng, bàn tay nắm chui kiếm có chút trấn bệt, cố gắng cường chế lửa giận trong lòng, ngừng lại một lúc mới nói, ngươi đáp ứng ta, sẽ không tham gia cuộc thi đấu trong gia tộc, ta chưa từng nói như vậy, đường phong nghiêng đầu như cố nhớ, ngươi, trang tú tú chán nản ban này chẳng qua là do ngươi uy hiếp ta bản thiếu gia mới thuận miệng đáp ứng một chút mà thôi ngươi còn tường thật sao mau thân ngươi không từng dạy cho ngươi biết lời nam nhân nói không thể tin hay sao tiểu cô nương ngươi cứ như vậy mà đi lại trong giang hồ rất dễ bị người ta lừa đấy ngực trang tú tú càng nhấp nhô mạnh dùng một ánh mắt như muốn ăn thịt người để trừng mắt nhìn đường phong một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi nói ngươi thực sự muốn tham gia cuộc thi đấu trong gia tộc ta đã nói ta chỉ là một người dự phòng, rốt cuộc tham gia không tham gia còn phải xem vị huynh đệ kia của ta có giường thương tốt hay không. Nếu đã chừa lành vết thương rồi, đại khái ta sẽ không tham gia, tốt nhất, ngươi đừng để cho ta nhìn thấy ngươi trong cuộc thi đấu ở gia tộc, bằng thắng nhất định sẽ tự tay giết ngươi, tùy ngươi, đường phong khẽ cười một tiếng, nói đến cuộc thi thí giữa gia tộc, hình như cũng sắp đến rồi, chúng ta đã ở chỗ này bao lâu rồi. Trang Tú Tú cũng thay đổi sắc mặt, thời gian ở dưới vân hải chi nhai quá dài, Trang Tú Tú cũng bị bệnh nhiều ngày, căn bản không biết bây giờ còn cách kỳ hạn thi đấu của gia tộc có vài ngày, nếu như ta nhớ không lầm nói, năm ngày nữa sẽ bắt đầu rồi, đường phong miêm cười nhìn nàng, với tình hiện hiện tại của nàng, liệu có thể chạy tới bố gia trong năm ngày sao? Đoạn đường này có lẽ là hơi xa, không cần ngươi quan tâm, Trang Tú Tú quay đầu nhìn phương hướng một chút, nhanh chóng triển khai thân pháp, cấp tốc chạy về phía bố gia đường phong lắc đầu quay đầu lại liếc mắt nhìn sự biến đổi khó hiểu dưới vân hải chi nhai đợi bên dưới đã gần hai tháng chỉ có điều cuối cùng cũng có thể hàng phục được con chim ưng bay lên đây cũng không biết tình hình của âu dương vũ bây giờ ra sao tận đáy lòng đường phong không hy vọng hắn chết tại bên dưới ngược lại không muốn nhằm vào hắn mà là manh mối về kiếm linh trên tay hắn kiếm linh kia là do hai linh hồn linh khiếp nhang hợp thể đường phong quyết chí nhất định phải làm gì đó nếu âu dương vũ thực sự chết ở dưới kia thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng sau này không chừng mình còn phải xuống dưới đó tìm xem sao đường phong cũng thấy tiếc cho con chim ưng kia nó đã dùng đến sinh lực cuối cùng để đưa mình và trang tú tú lên đây đáng tiếc là nó lại kiệt sức mà chết bao nhiêu người hy vọng có thể có một con linh thú bay trên không như vậy mà không cách nào đáp ứng được mong muốn mặc dù trước đây có rất nhiều người đã chế ngự được vạn thú nhưng cũng chưa từng chế ngự được một con linh thú cấp năm nào biết bay cả. Đường Phong từng có, nhưng chỉ ngắn ngủi trong vài canh giờ, chỉnh đốn lại tâm tình, Đường Phong cũng cấp tốc chạy về hướng bố gia. Thời gian chỉ còn trên dưới 5 ngày, lấy tốc độ của Đường Phong, khẳng định là kịp, cũng không biết Trang Tú Tú có thể vượt qua hay không. Dọc đường, Đường Phong chạy đi nhanh như chớp, lại không thấy được bóng dáng của Trang Tú Tú. Đường Phong cũng không biết nàng đi theo hướng nào. 10 năm một lần lại diễn ra cuộc tranh tài trong gia tộc. Toàn bộ linh mạch chi địa đều có vẻ náo nhiệt. Đội ngũ các gia tộc lớn đều đồng loạt vì cuộc đua tài trong gia tộc mà chạy tới bố gia. Phần lớn những người này là muốn đến xem náo nhiệt, chỉ có một vài người là thực sự đi tham chiến, còn lại một vài người khác là muốn đi tới để phát tài. Trong linh mạch chi địa, các gia tộc lớn đều tự mình chiếm lấy vài khu đất, cắm rễ sinh sôi nảy nở, rất khó có cơ hội tụ tập cùng nhau mà cuộc thi tài trong gia tộc cứ 10 năm lại tổ chức một lần này chính là một cơ hội. Ba ngày trước khi diễn ra cuộc đua tài lớn trong gia tộc, đều có một trận giao dịch trên quy mô khổng lồ. Không ai tổ chức, nhưng rất nhiều người, nhất là thanh niên đều ngầm trao đổi thứ gì đó trong tay mình, dùng một ít vật mà mình không dùng đến để đổi lấy những vật hữu dụng, ví dụ như vũ khí, đan dược, võ điển và vân vân. Việc này hầu như là một thỏa thuận ngầm ngay trước cuộc tranh tài hệ trọng của gia tộc trong linh mạch to lớn có rất nhiều gia tộc nhỏ cũng có vô số còn chưa được biết tới mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình chung quy cũng có rất nhiều thứ tốt trôi dạt ở bên ngoài những thứ này không bị những gia tộc lớn có thực lực hùng mạnh nắm giữ bình thường sẽ có người dùng một số tiền lớn đổi lấy bảo bối vô giá đường phong ngược lại cũng không thèm để ý đến trận giao dịch này trong không gian mị ảnh của hắn có vô số bảo bối cái gì cần có đều có, muốn cái gì có cái đó, tự nhiên sẽ không mơ ước vật của người khác, chỉ là khi buồn chán có thể tới nơi giao dịch nhìn một chút cho đỡ buồn, dọc đi đường, hắn gặp rất nhiều đoàn người đang đi tới bố gia. Mọi người đều đang cao hứng bán tán về tình hình cuộc tranh tài trong gia tộc. Trên mặt những người thanh niên tràn đầy đắc ý, tự tin, gió hiu hiu, lòng người hoan hy, như con chim được sổ lòng, ngẩng cao đầu, vừa đi về phía trước, vừa lắng nghe các trưởng bối giáo huấn đi theo phương hướng của những người này, đường phong cũng sẽ không bị lạc đường. Mặc dù hắn biết bố gia ở chỗ nào, nhưng dù sao cũng chưa từng tự mình tới, không giống người khác đều sinh trường ở địa phương này, đường phong không quên trong người mình còn có loại chất độc kỳ lạ. Những lời mà độc vương thương bất khải nói chắc chắn không phải là giả, lúc còn ở Vân Hải Chi Nhai, do không thể vận dụng cương khí nên căn bản hắn không phát hiện được dấu hiệu trúng độc, nhưng vừa ra khỏi Vân Hải Chi Nhai, thử vận công là có thể rõ ràng cảm nhận được trong đan điền của mình có một năng lượng cực kỳ yếu ớt hơn nữa không thuộc chính mình đã bắt đầu khởi động. Năng lượng này, rõ ràng chính là độc tố. Đường Phong chưa bao giờ gặp phải độc tố có hiện tượng quái dị như vậy. Thoạt đầu, nó giống như một giải tơ tầm hẹp dài, ở ngay trong đan điền, chưa gây ra bất kỳ ảnh hưởng đến mình. Mặc kệ là vận công, đẩy cương khí, hay làm cái gì cũng không ảnh hưởng đến nó trên thân thể cũng không có bất cứ cảm giác không khô nào, lại càng không đau không ngứa. Do thời gian đi đường cấp bách, đường phong cũng chưa từng thử nghiên cứu nó, chỉ thử vận công đẩy nó đi ra, nhưng không có tác dụng gì, không hổ danh là chất độc do độc vương nghiên cứu ra. Đường phong tính sau khi cuộc tranh tài trong gia tộc lần này kết thúc sẽ đi tới khổ thủy thành tìm một vài người còn sống trong gia tộc, xem họ có biết con gái của Thương Bất Khải là Thương Hàng Đình đã qua đời hay chưa, những chuyện này cũng rất phiền toái ba ngày sau cuối cùng đường phong cũng chạy tới địa phương bố gia bố gia trang vốn là một trong hai gia tộc lớn mạnh nhất trong linh mạch chi địa sản nghiệp và địa bàn do bố gia quản lý so với bên đường gia còn lớn hơn vài lần bố gia trang nằm ở phía nam linh mạch chi địa trong phạm vi 2 ba nghiễm dặm đều là địa bàn của bố gia phía sau có núi mặt trước có sông long bàn hùng cứ phong cảnh tuyệt đẹp trong địa bàn quản lý của bố gia không có thành trì chỉ có một thôn trang dường như kiến trúc quần tụ đây đó gần xa phối hợp với nhau, trước sau đều liên quan chặt chẽ, trong hơn 2.000 dặm liên tiếp toàn bộ đều là thế lực của bố gia. Mà bố gia trang, chính là thôn trang lớn nhất của bố gia, nơi đây hội tụ toàn bộ đệ tử tinh anh cao thủ linh giai của bố gia, trong toàn bộ linh mạch chi địa, chỉ có hai vị cao thủ linh giai trung phẩm, đó là bố gia bố trường hải, cùng với gia chủ trang trang gia trang chính dương. Trong hai người đó ai có thế lực mạnh hay yếu hơn ai cũng khó có thể nói được, bởi vì bọn họ chẳng bao giờ ra tay. Thế nhưng theo như phòng đoán của người trong linh mạch chi địa mà phòng chừng, đại khái hai người bọn họ có lực lượng ngang nhau. Chương 632, Bố Gia Trang Nếu không phải bởi vì bố gia sở hữu cao thủ linh gia nhiều hơn một người so với trang gia, bố gia cũng sẽ không vượt lên một chút như vậy. Mỗi lần diễn ra cuộc tranh tài trong gia tộc, bố gia và trang gia luôn luôn chiếm lấy vị trí đứng nhất và thứ hai, giành được số lượng linh thạch nhiều đến mức khiến rất nhiều gia tộc khác vô cùng đỏ mắt, linh thạch nhiều, đệ tử trong gia tộc được phát triển tốt hơn, gia tộc đệ tử được phát triển, trong cuộc tranh tài tiếp theo của gia lại có thể đạt được thành tích rất tốt, đây là một vòng tuần hoàn, tuy rằng Đường gia được coi như là một gia tộc linh giai, nhưng mỗi lần diễn ra cuộc tranh tài trong gia tộc cũng chỉ có thể thu được 7-8 bài danh, linh thạch chỉ thu được khoảng 1-200 khối, nhu cầu của người trong gia tộc nhiều như vậy sao đủ dùng cho 10 năm chứ? Trừ phi trong gia tộc đột nhiên xuất hiện một người có tuyệt thế kỳ tài, có thể trong cuộc tranh tài trong gia tộc đạt được thành tích tốt. Lúc này đây hai vị chủ nhân của đường gia đang vô cùng đắc ý, bởi vì lần này trong số thành viên của đường gia tham chiến có đường Tuấn, sức mạnh và năng lực tiềm tàng của đường Tuấn so với bất kỳ đệ tử đường gia nào từ trước đến nay đều xuất sắc hơn nhiều. Tất nhiên, hai vị chủ nhân của đường gia hy vọng hắn có thể lành đạo đệ tử đường gia đi xa hơn vượt qua mốc 7, 8 bài danh của trước kia. Phải biết rằng, với mỗi một danh bài, thì số lượng linh thạch được phân sẽ nhiều thêm 10 khối. Điều này đối với bất cứ gia tộc nào mà nói đều là một số lượng thật lớn. Dưới sự thúc ép của quyền lợi, cuộc tranh tài trong gia tộc lần nào cũng rất hung tàn đẫm máu không gì sánh được. Rất nhiều đệ tử xuất sắc đã chết oan chết uổng. đường phong còn chưa tiến vào bố gia trang, đã bị hai đệ tử bố gia cản lại tuy rằng hai người cảnh giới này chỉ có thiên giai hạ phẩm nhưng mỗi một người đến nơi đây bất luận là thực lực ra sao bất luận là bối phận thế nào cũng không dám có gì bất kính đối với bọn họ chỉ bởi vì bọn họ là đệ tử bố gia hai đệ tử này của bố gia chịu trách nhiệm tiếp đãi khách bởi vì khách đến thăm thực sự quá nhiều toàn bộ các cổng vào của bố gia trang đều mở rộng cả nhà người ta đều là trưởng bối mang theo vãn bối một đám người ồn ào báo xong danh tính và gia tộc dòng họ mới có thể đi vào lúc đường phong tới đây hắn chỉ có đi một mình hơn nửa tuổi còn trẻ thực lực lại không cao tất nhiên hai vị đệ tử bố gia chuyên đón tiếp phải ngăn cản bất luận ở địa phương nào cũng tồn tại những người có mắt chó không biết nhìn người ngươi là đệ tử nhà ai một đệ tử chuyên tiếp khách của bố gia giơ tay chặn đường đi của đường phong dùng giọng điệu đều, đều đều hỏi thăm đường phong ôm quyền nói ta là đệ tử đường gia mong hai vị sư huynh tạo điều kiện cho hai người này đều lớn hơn vài tuổi so đường phong gọi sư huynh tự nhiên cũng không có vấn đề gì người nọ liếc mắt quan sát đánh giá đường phong từ trên xuống dưới nghi ngờ hôm trước mấy người bên đường gia đã vào trang rồi vì sao lại có thêm một người nữa ta ra ngoài du lịch ngày hôm nay mới chạy qua đây đường phong nhẫn nại giải thích có gì có thể chứng minh được thân phận của ngươi không trong lúc thi đấu người ngoài không được vào trong trang người đệ tử này của bố gia vừa nói vừa đưa một ngón tay chỉ sang bên cạnh nói thấy không những người đó đều muốn vào trang xem náo nhiệt tuy rằng bố gia trang ta đất không nhỏ nhưng cũng không phải bất cứ người nào cũng có thể vào đường phong cười khổ một tiếng sao người này lại coi mình trở thành người tới xem náo nhiệt được chẳng qua cuộc tranh tài trong gia tộc cũng là một việc trọng đại toàn bộ mọi người trong linh mạch chi địa chạy đến nơi đây tự nhiên cũng có một vài người nghĩ muốn xem náo nhiệt những người này không có thân phận, không địa vị, không thực lực, toàn bộ đều bị giữ lại cả. Hai vị sư huynh, Đường Phong nhíu mày nói, ta thực sự là đệ tử Đường gia, nếu trưởng bối của Đường gia đã vào trang, làm phiền hai vị đi vào trong trang thông báo một tiếng. Bọn họ có thể chứng minh thân phận của ta. Nghe Đường Phong nói xong, hai đệ tử bố gia hừ nhẹ một tiếng, người lúc trước nghiêm mặt lạnh lùng nói, hằng ngày, hai huynh đệ chúng ta đứng ở chỗ này hứng gió phơi sương, chỉ vì nghênh tiếp khách đến làm gì có nhiều sức lực để thay ngươi đi thông báo. Không có gì chứng minh thân phận thì bên trái kia mà hóng mát, còn nếu có ý trở lại gây huyên náo đừng trách ta ra tay không khách khí, thật đúng là, đường phong hận không thể tác một cái khiến hai người này bay ra ngoài. Thật vất vả mới đi tới được bố gia trang, vậy mà ngay cả thôn trang cũng không vào được, chẳng lẽ lại đứng ở chỗ này lớn tiếng khản cổ gọi vào, đúng lúc đang bực mình, thì phía sau lại có một người thanh niên khoảng 20 tuổi đi tới. Trên mặt người thanh niên này lộ vẻ nghiêm túc, hơi tươi cười, đưa tay vỗ vỗ vào vai Đường Phong, thấp giọng nói: "Vị huynh đệ này, ngươi làm như vậy thì làm sao vào được?" Đường Phong quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ thấy người này cười lên trông rất thật thà phúc hậu, cũng có hơi chút khẩn trương, trên trán cũng đầy mồ hôi. Nhìn lại phía sau hắn ta, thấy có một chiếc xe ngựa trên chất đầy đồ gì đó, trên xe còn có một cô gái đang ngồi, nhìn sơ qua, cô gái này chỉ khoảng 15, 16 tuổi đang im lặng đoan trang ngồi ở đó nhưng con mắt lại rất có thần hết nhìn trái lại nhìn phải đầy vẻ tò mò ham hiểu biết như vậy cũng không có gì là không tốt cái cổ của cô gái có treo một chiếc bàn tính tinh xảo che đi bộ ngực đầy đặn của nàng rất tinh khiết rất ngây thơ đáng tiếc lại bị con mắt liên tục chuyển động kia phá hủy vẻ hồn nhiên này nhìn nàng có vẻ thông minh lanh lợi huynh đệ Thấy đường phong nhìn chăm chú vào cô gái đang ngồi trên xe, người thanh niên vừa rồi cố ý bước lên trước, chắn tầm nhìn của đường phong, vẻ mặt tươi cười kêu lên một tiếng. Đường phong ho nhẹ một tiếng, nghĩ mình thực sự có chút đường đột, không khỏi mở miệng hỏi, vậy nên đi vào như thế nào? Ha ha, người thanh niên cười cười, mở miệng nói, người ta không phải vừa mới nói sao? Người ta đứng ở chỗ này hứng gió phơi sương, chỉ vì nên tiếp các vị khách. Tuy rằng chúng ta chỉ là người tới xem náo nhiệt, nhưng cũng coi như là khách, chỉ cần có biện pháp đúng, tự nhiên có thể đi vào, vẫn mong được chỉ giáo thêm, Đường Phong không khỏi nghiêm sắc mặt. Tuy rằng thực lực của người thanh niên này mới chỉ đến địa giai hạ phẩm, nhưng Đường Phong cũng không sẽ không vì vậy mà đánh giá thấp hắn ta, trong thực tế, rất nhiều người bằng tuổi hắn căn bản không thể đạt được địa giai, người thanh niên kia gật đầu, kéo Đường Phong đi tới trước mặt hai đệ tử của bố gia, trên mặt lộ vẻ nịnh nọt, tươi cười cuối đầu không lưng trước hai người đệ tử bố gia nói hai vị sư huynh ta cùng với muội muội từ lâu đã nghe uy danh của bố gia trang lần này nhân dịp trong trang tổ chức cuộc tranh tài trong gia tộc nên đặc biệt muốn đến xem náo nhiệt để mở mang kiến thức mong hai vị sư huynh cho chúng tôi một con đường để hai huynh muội chúng tôi được thỏa ước nguyện có thể lành hội được phong thái của bố gia đường phong chỉ thấy hắn vừa nói vừa dúi vào tay một đệ tử của bố gia một vật gì đó người đệ tử bố gia vốn đang nghiêm mặt lạnh lùng vô cùng kinh thường nhìn người thanh niên này nhưng khi nhận được thứ đó liền cúi đầu xem xét một lúc trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười gật đầu liếc mắt quan sát hắn một hồi không để ý tới đường phong vẫn còn đang đứng bên cạnh nói ngươi thức thời hơn người kia rất nhiều đúng đúng người thanh niên không ngừng cười theo đường phong còn thính tai nghe được cô gái ngồi trên xe hừ một tiếng trên xe chở gì vậy người đệ tử bố gia mở miệng hỏi chỉ là một ít vật linh tinh, đảm bảo không có bất luận cái gì có thể gây nguy hại tới cuộc tranh tài trong gia tộc. Nếu hai vị sư huynh lo lắng, có thể thoải mái kiểm tra, người thanh niên vội vàng nói, hai người đệ tử bố gia liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi về phía chiếc xe ngựa. Khi họ đi tới trước chiếc xe ngựa, cô gái ngồi ở trên càng xe bật người dơ hai tay lên phía trước, làm ra tư thế muốn bảo vệ chiếc xe, đôi mắt tinh xảo đặc sắc, tàn bạo nhìn chầm chầm về phía hai vị đệ tử của bố gia. Tiểu điệp, người thanh niên lên tiếng khiển trách, nhanh chóng tiến lên, lôi cô gái, lại, muội làm gì vậy, hai vị sư huynh muốn kiểm tra xe ngựa, muội còn không xuống mau, ta không muốn, cô gái bị gọi là điệp không chịu khuất phục, trong vành mắt đã ngập nước, có vẻ không cam lòng, làm vậy là có ý gì, một người đệ tử của bố gia vẻ mặt không hờn giận, liếc mắt về phía người thanh niên hỏi, người thanh niên vội vã lau mồ hôi trên trán, cuốn quyết cười, da muội còn trẻ người non dạ, mong hai vị sư huynh chớ trách, Ta sẽ kéo nàng xuống ngay." Vừa nói, vừa nghiêm mặt trừng mắt nhìn muội muội của mình, mở miệng nói, "Nếu như muội không xuống, ta trở về nói cho cha biết, để cha trừng phạt muội." Tiểu Điệp vô cùng ủy khuất nhìn người thanh niên, một lát sau mới hạ tay xuống, cúi đầu từ trên càng xe nhảy xuống, Đường Phong thở dài một tiếng, thực lực hai huynh muội nhà này cũng không cao, ca ca ấy đến địa giai thượng phẩm, muội muội thì ngay cả địa giai cũng chưa đạt, hơn nữa nhìn thần thái và giọng điệu của ca ca Hẳn là đệ tử xuất thân trong một gia tộc nhỏ, bằng không cũng sẽ không tỏ vẻ nịnh nọt cung kính như vậy. Mượn đường gia mà nói, tuy rằng đường gia không thể bằng với bố gia, nhưng khi đệ tử đường gia nhìn thấy đệ tử bố gia cũng sẽ không khúng đúng như vậy, chỉ lấy tư cách bằng vai phải lứa để nói chuyện mà thôi. Những đệ tử của gia tộc nhỏ muốn tiến vào bố gia trang, nhất định phải trả một ít chỉ phí mà thứ người thanh niên này vừa kính đáo đưa cho đệ tử bố gia chính là chỉ phí trong xe ngựa khẳng định cũng có một vài thứ này nọ, nhưng chắc cùng khó thoát khỏi bàn tay của hai người đệ tử bố gia. Quả nhiên, lúc tiểu điệp nhảy xuống xe ngựa, hai đệ tử của bố gia liền trắng trợn lục soát khắp xe ngựa. Đường phong hơi liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy bên trong xe ngựa đầy đủ các loại tạp vật, cũng có rất nhiều bình thuốc. Đối với đệ tử bố gia mà nói, tạp vật như vậy thật chướng mắt, nhưng đây là dược liệu mà những người tu luyện đều cần. Ngược lại, bọn họ cũng không làm gì quá đáng hai người đệ tử bố gia cũng chỉ lấy một ít dược liệu tương đối có giá trị, sau đó buông màn xe xuống, toàn bộ quá trình đó, tiểu điệp vẫn rầu rĩ không vui đứng ở bên cạnh, hai tay nhỏ bé vỏ lấy y phục, cúi đầu suy nghĩ, mắt trông như muốn khóc. Đường phong nghe nàng nhẹ giọng nói thầm, cỏ băng cơ là do đại bá từ trên núi nhạc lộc hái xuống, đại bá hiện giờ vẫn còn bị trọng thương. Hoa kim một là nhị thẩm hái được bên bờ sông, thiếu chút nữa bị một con linh thú trong nước cắn đứt tay. Giọng nói của nàng cực nhỏ, nếu không phải khả năng nghe của đường phong không tầm thường, chỉ sợ cũng không nghe được. Đường phong không khỏi để ý tới hai mắt của tiểu cô nương, phát hiện nàng thiếu chút nữa đã vò nát y phục của chính mình. Đường phong chẳng bao giờ nghĩ tới cuộc sống khó khăn của đệ tử các gia tộc nhỏ trong linh mạch chi địa. Những thảo dược này đối với đường phong mà nói cũng không có gì đáng giá, thế nhưng đệ tử của gia tộc nhỏ muốn lấy được chúng lại phải nỗ lực rất lớn để đổi lấy ít tiền. Hiện tại, mấy thứ này còn bị người khác hết lần này tới lần khác cướp đi mà bọn họ lại không thể nói gì. Hai huynh muội này, đại khái là dẫn theo một xe ngựa từ nơi xa tới nơi này buôn bán. Đường Phong thấy mấy thứ này rất chướng mắt, nhưng trong mặt người khác nó lại đáng coi trọng. Để tiến vào bố gia trang, cũng phải bỏ chút chỉ phí, hai người đệ tử bố gia mừng rỡ ra mặt, cất những thứ đã thu nhập được vào trong người, rồi nhìn hai huynh muội nhà họ phất phất tay nói, được rồi, đã xác nhận không có gì sai, các ngươi vào đi thôi. Vào bên trong trang, không được lớn tiếng, gây xôn xao, không được tụ với nhau để gây sự, không được giả danh lừa bịp, bằng không sẽ giết không tha, Vâng, vâng, đa tạ hai vị sư huynh, người thanh niên kia cũng không dám lớn tiếng. Hắn cũng sợ hai người đệ tử bố gia lòng tham không đấy, bây giờ thấy bọn họ chịu nhã ra, tự nhiên vô cùng vui mừng, tiểu điệp lại nhảy lên xe ngựa, đang muốn chui vào trong xe, trong mắt di chuyển, cười giòn mở miệng nói hai vị đại ca chờ chút lại có chuyện gì hai người đệ tử bố gia quay đầu mở miệng hỏi nghe giọng của bọn họ lúc này coi như không tệ dù sao cũng vừa mới cầm gì đó của người ta hơn nữa tiểu điệp là một tiểu cô nương thanh tú trong sáng như nước bọn họ tự nhiên có chút nể mặt tiểu điệp cười miêm nhìn đường phong nói vị ca ca này có thể đi cùng chúng tôi vào không hoặc nhìn hắn cũng không giống kẻ xấu ngươi biết hắn sao người đệ tử bố gia mở miệng hỏi Tiểu Điệp lắc đầu, không biết, vậy nếu như hắn ở bên trong quấy rối thì phải làm thế nào? Ta chịu trách nhiệm." Tiểu Điệp ưỡn ngực, tiếng nói vang vang, dáng dấp nhỏ nhắn như vậy thật làm người ta thấy buồn cười. Ngay cả hai người đệ tử Bố gia cũng bị chọc cười, nàng không phải là một tiểu cô nương còn chưa đạt tới địa giai sao, vậy có thể chịu trách nhiệm cái gì? Bất quá kia hai người đệ tử Bố gia cũng biết không ai dám quấy rối trong Bố gia. Vừa rồi không cho Đường Phong đi vào bất quá chỉ là muốn kiếm chút béo bở mà thôi. Chương 633, đường mổ có thể sờ xương tay của nàng. Tiểu Điệp, muội lại hồ đồ rồi, người thanh niên nhịn không được biến sắc, hét lên một tiếng. Vừa rồi hắn có lòng tốt mới nhắc nhở Đường Phong, nhưng lại không đến mức muốn đảm bảo cho một người xa lạ tiến vào bố gia trang, nói cách khác, nếu Đường Phong vào trong bố gia trang quấy rối, hai huynh muội họ đã có thể gặp họa tới nơi rồi, không cho phép huynh nói chuyện muội ghét huynh, tiểu điệp công môi lên nói với ca ca của nàng. Sắc mặt của người thanh niên kia liền sạm lại, lại không biết nên nói cái gì, vì tiểu điệp cô nương, vào bên trong trang, đường mổ nhất định sẽ an phận, sẽ không sinh sự, căn bản, đường phong cũng không muốn phải nhận ân huệ của người khác nhưng tiểu cô nương ranh mảnh cổ quái này lại khiến hắn không đành lòng cự tuyệt, đi đi, cả ba cùng đi đi, đệ tử bố gia khoát tay, mở rộng cổng, tất cả đều vào đi thôi, cảm tạ hai vị đại ca tiểu điệp cười cười ngọt ngào nói sau đó liền chui vào trong xe ngựa chiếc xe cùng hành trang tiến vào bên trong đường phong và người thanh niên kia theo sát phía sau người thanh niên kia mấp máy miệng không ngừng nhìn về phía đường phong phòng chừng là muốn kết bạn nhưng lại không biết nên mở lời ra sao vào trong bố gia trang nhất thời thấy cảnh tưởng một đám người di động đập vào mắt toàn bộ diện tích trong bố gia trang quả thực không nhỏ nhưng dù vậy mọi người ở đây vẫn đi lại tấp nập ngoài lối đi nhỏ ở ngoài, hầu như mỗi khoảnh đất đều có người chiếm, những người đến trước đại khái đều là thương nhân, cũng gần giống như hai huynh muội tiểu điệp. Lúc này các quầy hàng đã được bày la liệt trên mặt đất. Các loại hàng hóa xiêm áo cũng được bày ra, mặc cho người chọn lựa, tiếng ép giá, hỏi giá không dứt bên tai, người thanh niên kia cũng bị cảnh tượng này hấp dẫn, không còn suy nghĩ tới việc kiểm tra đường phong nữa, chạy đến trước xe ngựa hưng phấn mà mở miệng nani, muội muội, muội muội, ở đây có thật nhiều người, ngạc nhiên, tiểu điệp dễu cật một tiếng, nhẹ nhàng nhảy từ trên xe nhảy xuống, lấy giọng nói của một người lớn để giáo húng ca ca mình, cuộc tranh tài trong gia tộc 10 năm mới có một lần, tất nhiên phải có nhiều người rồi. Đã sớm nói với Huynh không nên cả ngày cứ ở mãi trong nhà. Đi ra ngoài nhiều mới thấy hết việc đời. Không biết phụ thân nghĩ như thế nào chứ ngồi đi với Huynh ra ngoài cũng thấy mất mặt. Chúng ta nhanh tìm một chỗ để hàng hóa xuống đi, Chậm nữa sẽ không kịp mất, bán không xong sẽ phải mang về mất. Nét mặt người thanh niên thoáng chớp động, căn bản không thèm để ý đến sự trào phúng trong giọng nói của muội muội mình. "Không vội, muội còn tính toán một chút với vị ca ca này." Tiểu Điệp vừa nói vừa đi đến trước mặt Đường Phong, nghiêng người đánh giá Đường Phong. Đường Phong nhìn nàng cười cười, mở miệng nói, "Vừa rồi đa tạ tiểu Điệp cô nương đã giúp đỡ. Tuy rằng hắn cũng có thể đưa chút thứ đó cho đệ tử bố gia, để cho bọn họ cho đi qua." Nhưng làm như vậy khiến Đường Phong cảm giác có chút không được tự nhiên. Hôm nay chịu ơn người ta, tự nhiên phải cảm ơn cũng là thích đáng, hơn nữa, Đường Phong cũng tự mình định giá một chút về một vài vật trong hành lý của hai huynh muội này, cuộc sống của bọn họ cũng không tốt lắm, không cần phải cảm ơn vội. Tiểu Điệp lôi từ trên ngực ra một chiếc bàn tính, đặt ở trên lòng bàn tay, một bàn tay khác gãy lạch sạch, tốc độ cực nhanh khiến người khác liếu lưỡi không nói lên lời. Đường Phong chỉ nhìn thấy được hình ảnh còn lưu lại của ngón tay nàng, mà cổ tay vẫn không nhúc nhích tí nào. Đường Phong không khỏi biến sắc, cẩn thận nhìn chầm chầm vào tay tiểu điệp trong chốc lát, ánh mắt chợt sáng ngời. Tay tiểu cô nương này, chính là đôi linh lung thủ trời sinh. Đường môn là một môn phái thiên về ám khí và các cơ quan máy móc, bởi vậy có một bộ phận trên thân thể đối với đệ tử đường môn mà nói rất trọng yếu, đó chính là đôi tay. Toàn bộ ám khí khi phóng ra, đều do bàn tay phối hợp mà thành toàn bộ máy móc cơ quan làm ra cũng cần phải dựa vào độ linh hoạt của ngón tay có thể nói bất cứ người nào trong đường môn cũng đều phải nghiên cứu thấu đáo về bàn tay con người bàn tay của đệ tử trong môn phái đều dựa theo khung xương mức độ mềm mại và linh hoạt tổng cộng phân làm ba cấp xảo thủ diệu thủ nguyễn thủ chỉ có một đôi bàn tay đạt được trình độ xảo thủ mới có thể phát huy hết tinh hoa ám khí của đường môn đạt được trình độ bàn tay kỳ diệu liền có thể phát huy ra 12 thành công lực, còn về nhuyễn thủ, có thể phát huy ra 200% công lực. Ám khí khi rời khỏi tay, lúc ẩn lúc hiện, kiếp trước của đường phong, bất quá chỉ có một xảo thủ mà thôi. Mà khi đến thế giới này, nhờ phúc của cơ thể hiện tại, may mắn đoạt được từ tạo hóa của trời đất, có được một đôi nhuyễn thủ, có thể khiến hắn đạt được trình độ phóng ám khí kỳ diệu đến mức không thể tưởng tượng được. Trên bàn nhuyễn thủ, trong truyền thuyết còn có một loại cao hơn, đó là linh lung thủ vô cùng tinh xảo mềm mại không xương đây là bàn tay đặc biệt sinh ra để dùng ám khí bàn tay này chỉ sinh trên người phái nữ đường môn lập ban phái đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện linh lung thủ ngay cả nhuyễn thủ cũng có rất ít người có được thế nhưng hiện tại lần đầu tiên gặp gỡ một tiểu cô nương đường phong lại thấy được đôi linh lung thủ trong truyền thuyết sao không khiến hắn nhìn mà thèm tiểu điệp hiện mới chỉ đạt cảnh giới huyền giai nhưng tốc độ dịch chuyển của hai bàn tay của nàng đã vượt qua cấp độ huyền giai. Vô ảnh vô hình. Nếu tiểu cô nương này tu luyện trưởng pháp, tuyệt đối sẽ có thành tựu to lớn. Nếu là có thể để nàng tu luyện ám khí, tiền đồ vô cùng rộng mở, đường phong nhìn chầm chầm vào bàn tay tiểu điệp, còn tiểu điệp lại không ngừng a a y bàn tính, vừa a a y bàn tính vừa mở miệng nói, ca ca tặng lễ 2.000 lượng. Ba nhánh cỏ băng cơ 3.000 lượng hai đóa hoa kim một một nghìn năm trăm lượng tổng cộng sáu trăm năm trăm lượng chia cho ba người mỗi người hai nghìn một trăm sáu mươi sáu lượng nhìn huynh coi như thuận mắt tính huynh hai nghìn lượng thôi tính toán một hồi tiểu điệp đem bàn tính tới trước mặt đường phong ngẩng đầu nhìn lên đã thấy ánh mắt đường phong dại ra ngây ngốc nhìn chàm chàm vào bàn tay của mình trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét người thanh niên đang đứng ở bên cạnh cũng vô cùng khẩn trương rất sợ đường phong để ý tới muội muội của mình mở miệng hô hoáng một tiếng vị huynh đệ này đường phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tiểu điệp nghiêm mặt nói tiểu điệp cô nương đường mổ có thể sờ xương bàn tay của nàng không tiểu điệp cười lạnh lầm bầm một tiếng nói ngón tay lại gãy trên bàn tính vài cái nữa sau đó giao cho đường phong nghiến răng nghiến lợi nói đảng đồ tử 2166 lượng phần dư chia đều không bớt nữa chương 634 người này lại tính vui mừng lừa sắc. Đường mổ cũng không có ý muốn gây rối gì. Ta chỉ là, đường phong còn muốn giải thích thêm, tiểu điệp lại dục già, mau đưa tiền, ai, đường phong bất đắc dĩ địa thở dài, khó lắm mới phát hiện một đôi tay linh hoạt như vậy, vốn định xác nhận lại, thế nhưng người ta dù sao cũng là một tiểu cô nương, nếu nàng không muốn chẳng lẽ mình còn có thể cường ép hay sao? Thực sự làm như vậy khẳng định sẽ bị người khác mắng chết, cho tới bây giờ, Đường Phong mới biết được vì sao vị tiểu cô nương này lại tốt như vậy muốn dẫn mình tiến vào bố gia trang, thì ra là muốn chia bớt một phần tổn thất cho bọn họ, nhưng điệu bộ rất thẳng thắn như vậy, cũng khiến Đường Phong nảy sinh thiện cảm đối với nàng, chỉ có điều ấn tượng về mình trong lòng cô bé, chắc đã được khắc trên trán chữ sắc lan rồi, thò tay vào trong không gian mị ảnh lấy ra một nắm ngân phiếu, chí ít cũng trên vạn lượng, kính đáo đưa cho tiểu điệp nói, đường mộ đảm nhận tổn thất vừa rồi, ánh mắt tiểu điệp sáng ngời vội vàng tiếp nhận ngân phiếu vẻ mặt trạng rỡ lên rất nhiều nhưng vừa nhìn xuống thì khuôn mặt lại trầm xuống một lát sau trừng mắt nhìn đường phong nói ngươi đưa thứ gì cho chúng ta thế này ngân phiếu mà đường phong ngạc nhiên tiểu điệp hít sâu một hơi lấy ra một tấm ngân phiếu đưa tới trước mặt đường phong ngón tay chỉ vào một chỗ trên tờ ngân phiếu cười lạnh nói ngươi nghe qua nơi này có đại thông tiễn trang nào không nhìn ngươi như vậy thực lực lại cao không ngờ tự nhiên lại là một tên lừa đảo ngay cả hai người huynh muội chúng ta xuất thân thấp hèn nhưng cũng không thể để ngươi có thể thoải mái lừa gạt vừa nói vừa cầm nắm ngân phiếu kia hung hăng ném lên trên người đường phong nhất thời đường phong cảm thấy phiền muộn nghĩ thầm thật khó chịu cái này sao lại không phải là ngân phiếu chứ chờ đến khi thu về kiểm tra xem xét cẩn thận mới không khỏi hối hận xấu hổ mãi không thôi hắn một mực nghĩ tới bàn tay của tiểu điệp đột nhiên quên nơi này là linh mạch chi địa mà không phải thế tục những ngân phiếu này thật sự là ngân phiếu cũng có thể đến đại thông tiễn trang đổi lấy bạc nhưng cũng phải đi thế tục mới đổi được hiện tại trong linh mạch chi địa những ngân phiếu này không khác gì giấy vụn căn bản đều không có giá trị mất mặt đến cả nhà bà đỡ đường phong méo miệng khẽ cười cười với tiểu điệp phát hiện tiểu cô nương này đang trừng mắt nhìn mình đầy cảnh giác im lặng một lát Đường Phong lại lấy từ trong không gian mị ảnh ra một bình đang dược, mở miệng nói, vừa rồi cũng là do đường mổ sơ sót, hơn hai 000 lượng kia đổi lấy một lọ tụ nguyên đan này có được không? Động đống đang dược trên tay đường Phong, đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đối với hai người huynh muội nhà tiểu điệp cũng là linh đan thần dược hiếm có, tụ nguyên đan, đôi mày thanh tú của tiểu điệp khẽ nhíu lại, vì sao ta chưa từng nghe qua loại đan dược này, ngươi sẽ không tùy tiện viên mấy viên bi đất để lừa gạt người đấy chứ? Đường Phong bất đắc dĩ nói, có phải là bi đất hay không, tiểu điệp cô nương thử sẽ biết. Tiểu điệp liếc mắt nhìn đường Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không tín nhiệm, nghe vậy nhẹ nhàng mở miệng bình, ngửi qua một chút, không khỏi vui mừng nói, thơm quá, quả thực đúng là đang dược, không thể nghi ngờ được. Nhưng thứ này có tác dụng gì, thực sự, đường Phong cũng không nhớ được bình đang dược này là từ đâu mà có, có thể là lấy được từ hỏi y bảo tại Bạch Đế Thành. Nhưng đối với tác dụng của nó thì hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng, dùng trước khi luyện công, có thể giúp ngươi nâng cao tốc độ tập hợp linh khí ở xung quanh, đại khái một viên có thể nâng cao gấp 2, gấp 3 bình thường, Đường Phong giải thích, nhất thời, con mắt của Điệp Lộ ra vẻ linh hoạt, tinh quái, vẻ mặt của Ca Ca nàng cũng rất vui mừng. Hai người bọn họ xuất thân gia tộc nhỏ, luyện công không thay đổi. Tại gia tộc lớn thì các loại đan dược trợ giúp cho việc tu luyện cũng là đan dược bình thường nhưng đối với bọn họ mà nói lại vô cùng khó khăn mới có được. Không phải bọn họ không có tiền, mà là những đan dược như vậy có tiền cũng rất khó mua được. Gia tộc lớn chế luyện những đan dược này, chỉ để cho đệ tử trong gia tộc của mình sử dụng, rất ít khi bán ra ngoài. Người thanh niên đứng bên cạnh không ngừng xoa xoa bàn tay, trên mặt nở nụ cười nhìn đường phong nói, làm vậy không phải là quá đáng quá chứ. Hắn cũng biết bình đan dược này có giá trị rất lớn, nếu cứ nhận lấy như vậy thì có chút không thích hợp, thế nhưng rồi lại trong lòng lại ngoan cố không thể chối từ. Hơn nữa thái độ của muội muội nhà mình đối với tiền của người này ác liệt như vậy, người ta không những không tức giận, ngược lại còn rất có thiện ý, hai thái độ trái ngược như vậy, khiến hắn càng thêm xấu hổ. Tiểu điệp lại không để ý tới ý kiến của ca ca mình, vội vàng đậy bình thuốc lại rồi cất vào trong người. Một ngón tay lại tạch tạch, gò trên bàn tính, trên miệng còn thì thầm nói, một viên tụ nguyên đang trị giá 800 lượng, trong bình 16 viên, tổng cộng một vạn 2.800 lượng. Kiếm lớn rồi. Quả nhiên người tốt tất được báo đáp, ha hả ha hả, ha, ha. tiểu cô nương cười rộ lên, tiếng như chim hoàng oanh hót, lại như hạt châu rơi xuống bàn, thanh thúy dễ nghe. Thấy vậy đường phong không nhịn được cũng thoáng niêm cười, xin hỏi cao tính đại danh của huynh đệ. Tại hạ chu chính. Xá ngụi là chu tiểu điệp người thanh niên kia đặc biệt chìa tay ra trước mặt đường phong tự nhiên trong đầu hắn chợt có một kết luận người này không tồi khi nói điều đó giọng hắn có thoáng run rẩy dù sao căn bản từ trước tới nay đệ tử của gia tộc lớn như thế cũng không mấy coi trọng hắn cũng giống như hai người đệ tử vừa rồi của bố gia vậy họ một chữ đường là đường phong thì ra huynh đệ là đệ tử của đường gia vừa rồi xá muội có nhiều điểm không phải mong huynh đệ thông cảm bỏ quá cho dù sao, Chu Chính coi như cũng đã nghe qua tên tuổi của đường gia, không sao, chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, đường phong gật đầu, ngươi cũng không hơn ta được mấy tuổi, Chu tiểu điệp biểu môi, treo bàn tính lại dưới cổ, bất quá thấy ngươi cho ta bình đang dược này, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa. Ca ca, chúng ta đi thôi, Chu Chính trừng mắt nhìn muội muội, bày ra vẻ huynh trưởng lên mặt nói, tiểu điệp mau xin lỗi đường huynh đi, muội không làm, Chu tiểu điệp hừ một tiếng, vui vẻ nhảy lên xe ngựa, người này vừa rồi còn tính gạt người. Ta suýt chút nữa đã bị lừa. Ngươi nhìn hắn đi, còn nhìn chầm chầm vào tay người ta, vừa nói, vừa hung hăng trừng mắt với đường phong, giấu hai bàn tay nhỏ vào trong tay áo, khụ khụ, đường phong ho nhẹ một tiếng, rất xấu hổ, gãi gãi tráng, chu chính vội vàng cười theo, nói, đường huynh đệ chớ trách, tiểu muội có tính tình ngay thẳng. Hai người huynh muội chúng ta còn phải đưa hàng hóa xuống bãi, không cùng đường huynh hàng huyên được, hẹn sau này gặp lại, sau này còn gặp lại, đường phong gật đầu, chiếc xe của huynh muội nhà chu tiểu điệp chạy vào bên trong bố gia trang, đường phong đứng tại chỗ có chút tiếc hận, thở dài. Xem ra ấn tượng về mình trong cảm nhận của tiểu cô nương kia rất tệ. Nhưng trái lại, hắn vẫn thấy đáng tiếc cho đôi linh lung thủ kia, muội muội chúng ta nên bán bình đang dược đi sao? Có thể bán một nghìn hai một viên, khẳng định sẽ có người mua. Cách đó không xa truyền đến giọng nói đầy phấn khích của Chu Chính, phụ Tê Hân nói huynh ngốc, thì huynh thật sự là ngốc sao? Chu Tiểu Điệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, vì sao phải bán thứ tốt như vậy? Dù sao tiền tài cũng là vật ngoài thân, chúng ta dùng sức kiếm tiền với mục đích gì? Không phải chính là vì mua đan dược để tu luyện hay sao? Hiện tại có một lọ đan dược tốt như vậy, huynh không cầm đi luyện công, tự nhiên lại nghĩ tới chuyện bán đi muội thật hận không thể gò vào cái đầu của huynh một cái được 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 tiểu điệp thông minh nhất kaka ca ca quá ngu dốt rồi chu chính bị giáo huấn tới mức máu chó đầy đầu nhưng trên mặt vẫn tủng tiểm cười ai chu gia chúng ta là một gia tộc nhỏ thực lực cao nhất mới chỉ đến thiên giai hạ phẩm ở đây căn bản không có chỗ để sinh tồn kaka ca ca, huynh phải nỗ lực hơn nữa nếu trong 3 tháng huynh có thể đột phá đến thiên giai chu gia mới có hy vọng được chấn hưng Hai huynh muội nhà họ đi xa dần, tiếng nói cũng từ chìm trong đoàn người. Đường Phong nghe xong âm thầm cười khổ một tiếng. Thoạt nhìn, Chu Chính mới 25 tuổi, với tuổi như vậy mà mới đạt tới địa giai thượng phẩm, suy cho cùng tư chất cũng chỉ đạt tầm trung. Cho dù hắn có thể đột phá đến thiên giai, nhưng thành tựu sau này chỉ sợ cũng không cao lắm. Căn bản không thể dẫn dắt một gia tộc tiến tới phồn vinh hùng mạnh, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh ức hiếp, từ xưa tới nay vẫn không thay đổi qua mấy trăm nghìn năm gần đây nhiều gia tộc nhỏ như chu gia vậy bởi vì đủ các nguyễn nhân mà bị diệt vong nhưng những gia tộc nhỏ này lại nấm mọc sau mưa một gia tộc bị diệt vong lại có một gia tộc khác xuất hiện chỉ có gia tộc nào trở nên hùng mạnh mới có thể tồn tại được trong linh mạch chi địa trong nhỏ bé này thu thập tâm tình đường phong cũng đi vào trong bố gia trang lúc này đây hắn cần tìm được đám người của đường gia vừa rồi Hai đệ tử Bố gia đã chính miệng nói, hôm trước người của Đường gia đã vào trang. Hiện giờ cũng không biết bọn họ đang ở chỗ nào, Bố gia trang quá lớn. Trên đường đi, Đường Phong tìm mấy đệ tử của Bố gia hỏi kỳ càng, cuối cùng cũng tìm được đến nơi đám người Đường gia đang ở. Lúc này, cuộc tranh tài trong gia tộc được mở ra ở Bố gia, Bố gia tự nhiên muốn làm hết trách nhiệm của một người chủ tận tình. Các gia tộc sở có cách tham dự cuộc tranh tài trong gia tộc đều ở trong một khu nhà của riêng mình, còn những thành viên không tư cách tham gia cuộc tranh tài trong gia tộc, giống như Chu Chính như vậy, vào đây để kiếm tiền lời hoặc có lẽ tới xem náo nhiệt, cũng chỉ có thể ở bên ngoài. Thực lực Đường gia trong linh mạch chi địa không thể nói là rất cao, cũng không quá thấp, chiếm cứ một cái viện tử phía bắc của Bố Gia Trang. Đoàn người ở đây rời xa sự ầm ĩ, là nơi mà các thành viên tham chiến của gia tộc nghỉ ngơi, người ngoài căn bản không được đi vào, nên cũng có vẻ thanh tịnh ưu nhà hơn đường phong lo lắng sẽ bị đệ tử bố gia ngăn cản nhưng may mắn là hắn mới đến trước sân đã gặp được vài người quen đi tới không phải ai khác chính là hai người đường điểm điểm và đường tử thư tam ca lục tỷ đường phong vội vàng đánh tiếng bắt chuyện nghe được tiếng của đường phong đường điểm điểm vội vàng quay đầu về phía bên này mừng rỡ kêu lên là thập thất đệ ta đã nói khẳng định mấy ngày này đệ ấy sẽ tới được mà cùng lúc nàng vội chạy nhanh về phía hắn Đường Tử Thư ở phía sau, mím cười, lắc đầu, nét mặt cũng là tỏ ra rất quan tâm. Đường Điểm Điểm căn bản không biết cái gì gọi nam nữ thụ thụ bất thân, vọt tới bên cạnh Đường Phong nắm lấy cánh tay của hắn, quan sát từ trên xuống dưới một hồi, xác nhận Đường Phong không chút sức mẻ nào, lúc này mới cảm thấy yên lòng, thập thất đệ, cuối cùng đệ cũng đã tới. Đệ làm chúng ta đều vội muốn chết, Đường Tử Thư từ phía sau đi lên, thở nhẹ ra một hơi thở. Mấy ngày nay đệ bị một chuyện phải nán lại, đã khiến Tam ca phải lo lắng rồi. Đường Phong cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của Đường Tử Thư, Thập Thất đệ, đệ thật sự quá khách khí rồi. Đường Điểm điểm biểu môi, tới là tốt rồi, nếu như đệ mà không đến, cả đời này ta cũng sẽ không thèm để ý tới đệ nữa. Đường Tử Thư ở một bên cười nói, Thập Thất đệ, đệ không biết chứ, mấy ngày nay ta bị lục muội làm phiền muốn chết. Cả ngày cứ lải nhải ở bên tai ta. Tam ca hận không thể cầm kim theo may miệng mùi ấy lại hay vả vào miệng mùi ấy cho sưng lên. Hừ, đường điểm điểm suy một tiếng, huynh dám, đường phong miêm cười nhìn này hai người tranh cãi với nhau, chờ bọn họ tạm ngừng mới mở miệng hỏi, hai người đang tính muốn đi đâu, chính là đi đón đệ đó. Ta khẳng định mấy ngày này đệ sẽ qua đây. Đệ tử của bố da mắt cậu nhìn người rất kém. Đệ lại không quen với người ở đây. Bọn họ sao lại để cho đệ tiến vào? Vốn là muốn đi ra ngoài trang để đón đệ, lại không nghĩ đệ đã vào được. Có bị gây khó dễ gì hay không?" Đường Điểm Điểm hỏi, cũng tạm tạm, Đường Phong gật đầu, "Hừ, chờ cho tới khi cuộc tranh tài trong gia tộc được mở tại Đường gia bảo chúng ta, phải sửa đẹp những đệ tử bố gia này mới được." Đường Điểm Điểm tức giận mãi không thôi, "Những người khác đâu rồi?" Đường Phong mở miệng hỏi, "Nhị ca không muốn đi." Huynh ấy nói đệ muốn tới thì tới lúc tự nhiên sẽ tới. Đón hay không đón cũng không có khác nhau. Không chỉ có vậy, huynh ấy còn mắng ta, nói ta quấy rối việc tu luyện của huynh ấy. Đáng ghét muốn chết, Đường Điểm Điểm chu mỏ nói, ngược lại, như vậy mới thực sự phù hợp với tính cách của Đường Long. Hắn chính là người như vậy, không có điều gì khiến Đường Long lãng phí thời gian tu luyện, còn đại ca, Đường Điểm Điểm thè lưỡi, ta không dám gọi huynh ấy, Đường Tuấn, người này cũng không phải là người quá uy nghiêm. Ngược lại hắn đối xử với mọi người rất hỏa nhã, nhưng trời sinh hắn có một loại khí chất khiến người khác phải sợ hãi. Từ nhỏ, đường điểm điểm chỉ sợ mình hắn. Đến khi trưởng thành vẫn như vậy, đây là sự kính nể đã ăn sâu đến xương tủy, không phải một hai ngày là có thể thay đổi được. Chương 635, chất độc kỳ lạ. Còn hổ ca đâu? Tình tình thế nào rồi? Đường phong quay đầu lại, nhìn về phía đường tử thư. Nếu lục tỷ không nhắc tới đường hổ, vậy khác nào nói lần này hắn không có thể đến bố Gia Trang. Tình hình khá tốt, chỉ có điều thương thế chưa lành, còn chưa thể tham gia vào cuộc tranh tài trong gia tộc. Bởi vậy lúc này mới cần thập thất đệ tới thế thân. Đường tử thư đáp, đệ tử trong nhà không tín nhiệm đệ cho lắm. Đường điểm điểm liếu ríu như con chim sẻ. Bọn họ nghe nói muốn đệ tới thay thế đường hổ tham chiến. Rất nhiều người đều cảm thấy không phục. Nhất là các trưởng lão chấp sự, nói không thể đặt quyền lợi của cả gia tộc lên người một đệ tử mới đạt thiên giai hạ phẩm nếu không phải hai vị gia vẫn cương quyết giữ ý kiến trước mặt mọi người rất khả năng sẽ chọn đệ tử khác lên võ đài thập thất đệ lần này đệ cần phải biểu hiện cho thật tốt để những người đó phải câm miệng đổi lại là ta ta cũng không dám đặt tiền cược đặt vào một đệ tử mới đạt thiên giai hạ phẩm đường phong khẽ cười nói đây cũng là lẽ thường tình cuộc tranh tài trong gia tộc trong bao năm qua đã bao giờ có đệ thiên giai hạ phẩm đệ tử lên võ đài chứ? Thiên giai trung phẩm đều là bia đỡ đạn, các trưởng lão chấp sự trong gia tộc phản đối như vậy, cũng là suy nghĩ cho gia tộc, cũng không phải nhằm vào Đường Phong, ta tin tưởng đệ, Đường Tử Thư nhìn Đường Phong, đêm hôm đó, nếu cả bốn người chúng ta có thể thu hoạch lớn như vậy trong hành trình tới Trung Linh Cốc, thì cuộc tranh tài trong gia tộc lần này, thập thất đệ tham gia vào khẳng định cũng sẽ có kết quả như vậy, ta sẽ cố gắng hết sức, Đường Phong gật đầu đi vào trong rồi hãy nói tiếp đi. Đường Điểm Điểm kéo cánh tay Đường Phong, đưa hắn vào bên trong, vừa đi vừa nói, lúc này Ngũ Thúc và Ngũ Thẩm ở trong nhà, hai người bọn họ đã nhiều tháng nay không gặp đệ, hẳn là rất nhớ. Đường Phong cùng Đường Điểm Điểm và Đường Tử Thư vào tới sân, còn chưa vào tới nhà, Đường Điểm Điểm đã gọi ầm lên, "Ngũ Thúc, Ngũ Thẩm, thập thất đệ tới rồi." Sau lát sau, Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô liền xuất hiện ở trước mặt Đường Phong, nét mặt của hai người đều lộ vẻ mừng rỡ đường đỉnh thiên cười nói, Phong Nhi, con tới thật là đúng lúc, Diệp dĩ khô có chút quán trách nói, hơn hai tháng nay con đã chạy đi đâu. Vì sao tìm khắp nơi đều không thấy tin tức của con, tất nhiên, bọn họ tìm không ra tin tức gì bởi vì hơn hai tháng này, đường Phong và Trang Tú Tú đều ở dưới Vân Hải Chi Nhai, có quỷ mới có thể nghe được tin tức của họ, có chút chuyện ngoài ý muốn, đường Phong không dám kể lại tình hình thực tế. Trong Vân Hải Chi Nhai quá mức nguy hiểm mặc dù là cao thủ linh dai rơi xuống trong đó cũng không có cách gì vận dụng cương khí hơn nữa trong cơ thể mình bây giờ còn mang kỳ độc nếu nói cho bọn họ về tình hình thực tế chỉ sợ sẽ khiến bọn họ càng thêm lo lắng mà thôi tới là tốt rồi trước tiên cứ về phòng đi đã đường đỉnh thiên quan sát biết đường phong không muốn nhiều lời tự nhiên sẽ không tiếp tục gặng hỏi cả một giày nhà chỉ có vài người của đường gia ở lại mỗi người một gian phòng vừa nghe tin đường phong đến đây đường tuấn và đường long cũng từ trong phòng đi ra hai tháng không gặp hình như thực lực của đường long đã tăng tiến không ít trong mắt lộ ra tinh quang so với trước kia có vẻ tinh thuần hơn rất nhiều không chỉ thực lực của đường long tăng thêm mà ngay cả đường điểm điểm và đường tử thư cùng vậy xem ra này mấy tháng qua bọn họ đã sử dụng linh thạch tu luyện bằng không hiệu quả cũng sẽ không rõ rệt như vậy về phần đường tuấn thì còn thay đổi lớn hơn nữa lúc đường phong mới gặp hắn hắn như một thanh kiếm sắt vừa được rút ra khỏi vỏ rất sắc bén khiến cho người khác không thể nhìn thẳng vào hắn nhưng mới qua mấy tháng bế quan tu luyện hiện tại thoạt nhìn hắn hoàn toàn khác hẳn vô cùng bình thản nếu không phải cương khí trên người nhiều lúc tự động truyền ra thì nhìn hắn căn bản không khác với người bình thường không hề tu luyện là mấy nhưng chính cảm giác kỳ quái này lại làm cho người khác cảm thấy hắn mạnh hơn trước rất nhiều Trước kia trên con đường tu luyện thiên kiếm đường phong thuận miệng nói vài câu. Vốn định đánh thức đường tuấn một chút lại không nghĩ rằng lại khiến hắn để ý đến một loại kiếm đạo khác. Mấy ngày nay hắn một mực bế quan, chắc cũng là có thu hoạch lớn, nếu không cũng sẽ không trở nên trầm lặng như vậy. Mấy huynh đệ tỉ muội bọn họ tụ tập một chỗ, cùng hàng huyên vài câu. Sau đó đường long lại xoay người đi vào trong phòng tiếp tục tu luyện. Trận thi đấu sắp tới, nên hắn càng chăm chỉ luyện tập hơn trước rất nhiều đường điểm điểm ở phía sau hắn dùng sức quơ nhỏ nắm tay, khiến cho người ta phải bật cười. Được rồi Phong Nhi, đây là thẻ bài của con, đường đỉnh thiên đưa tới một thẻ bài được chế tạo bằng vàng rồng. Đường Phong tiếp nhận, đã nhìn thấy mặt trên của thẻ bài có hình long phượng múa. Có khắc một chữ lớn, đường, cái này phải luôn mang theo bên người. Giữ an cho cẩn thận, nghìn vạn lần đừng đánh mất. Đây là thẻ căn cứ xác minh tư cách dự thi khi con muốn rời khỏi toàn viện tử này cũng cần dùng đến nó vâng ngày hôm nay đường phong đã lành hội một cách sâu sắc về lợi thế của đệ tử bố gia tất nhiên cũng hiểu rõ tác dụng của tấm thẻ bài này ta cũng có đường điểm điểm cùng khoe tấm thẻ bài của mình như khoe một vật quý lắc qua lắc lại trước mặt đường phong chỉ còn có ba ngày nữa là tới cuộc tranh tài hiện tại mọi người cũng không có việc sĩ ngoại trừ tu luyện chính là đi dạo Đường Phong đang định đi dạo để làm quen một chút về sân nơi diễn ra cuộc tranh tài. Thế nhưng theo như lời của đường đỉnh thiên, cuộc tranh tài trong gia tộc lần này cũng không chỉ là so tài về công phu quyền cước, còn có đủ các loại khảo nghiệm cổ quái hiếm lạ, bởi vậy sân diễn ra cuộc tranh tài đang được bảo mật. Ngay cả hắn cũng không biết vị trí cụ thể của sân đó ở đâu, đường phong cùng đành không đi nữa, buổi tối đến, người của bố gia đưa tới thức ăn. Rượu ngon món ngon, cái gì cần có đều có. Bố gia làm như vậy là lấy tư cách là chủ nhà để tiếp đài, chỉ có điều những người này cũng không mê mỹ thực, chỉ nếm qua mấy miếng liền cho thu dọn đi. Ảng cơm tối xong, đường phong đi vào trong gian phòng của mình khoanh chân ngồi xuống giường. Ngược lại, hắn không cần tu luyện khổ cực giống như đường long vậy, vô thường quyết đã tự chủ động vận chuyển, tu luyện hay không không khác biệt nhiều. Hắn chỉ muốn kiểm tra cẩn thận một chút về chất độc kỳ lạ trong cơ thể của mình. Mấy ngày nay do gấp rút đi đường, Tuy rằng biết trong cơ thể có chất độc, nhưng chưa có thời gian tìm hiểu nghiên cứu sâu về chất độc này. Nếu bản thân mình có thể ép được độc tố ra ngoài được thì tốt, nếu mà ép không ra, cũng chỉ có dựa theo phương pháp của độc vương đi khổ thủy thành tìm thương hàng đỉnh, nhắm mắt tập trung tinh thần. Đường Phong rất nhanh chóng phát hiện độc tố kia giống như một mảng tơ tầm dừng lại trong đan điền của mình đan điền. Độc tố này rất kỳ lạ, cứ nằm yên trong đan điền, đối với bản thân mình cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì, cũng không cản trở việc vận công hay chiến đấu của Đường Phong. Nhưng đây chỉ là hiện tượng tạm thời, bất cứ độc tố nào cũng gây nguy hại đối với cơ thể của người bị nhiễm độc, bất quá chỉ khác nhau về thời gian lưu lại ngầm trong cơ thể là dài hay ngắn mà thôi. Đường Phong là cao thủ dùng độc, trong lòng tự nhiên biết rõ ràng về điều này, hắn dám khẳng định, nếu mình mặc kệ không quan tâm tới chất độc này, cuối cùng đến một lúc nào đó nó sẽ làm cho mình sống không bằng chết, hơi vận chuyển vô thường quyết kéo cương khí trong cơ thể bao chung quanh độc tố, cũng không thấy bất cứ điều gì khác thường. Đợi một lát sau, đường phong dùng lực ép mạnh, ý đồ dùng cương khí của bản thân bao vây lấy độc tố, rồi ép nó ra bên ngoài cơ thể, nhưng vừa mới động khẽ thì độc tố đột nhiên có phản ứng mãnh liệt, nó như một sinh vật sống, trực tiếp hút hết cương khí mà đường phong đã dùng để bao quanh nó, trong nháy mắt cương khí này hầu như không còn nữa, độc tố đã lớn mạnh hơn vài lần, nhưng lại vẫn không ngừng hấp thu cương khí và càng lúc càng lớn mạnh, sao có thể như vậy được? trong lòng Đường Phong cảm thấy hoảng sợ, vội vàng dừng động tác, trong nháy mắt độc tố kia cũng ngừng lại. lúc này mặc kệ cương khí chảy qua nó, nó cũng lặng yên không chút động tĩnh gì. tóm lại đây là chất độc gì vậy? vì sao hình như có cảm giác giống như có linh hồn? nếu bản thân mình không nhầm vào nó thì hoàn toàn yên ổn vô sự, chỉ khi nào nhầm vào nó. Nó sẽ hút hết cương khí lại càng không ngừng lớn mạnh, như vậy cũng thật khó khăn, nếu không dùng cương khí bao quanh, căn bản mình không thể ép được độc tố ra ngoài, nhưng nếu dùng cương khí bao vây, sẽ chỉ làm cho nó càng lúc càng lớn. Nguy hiểm đối với mình mà nói cùng càng ngày càng mạnh, trầm tư một lát, Đường Phong thử vận dụng tinh thần lực kéo độc tố ra, nhưng vẫn không hề có hiệu quả, phương pháp giải độc không ngoài hai loại, một loại là ép chất độc ra ngoài cơ thể cách khác chính là tìm kiếm giải dược thích hợp để trung hỏa chất độc. Phương pháp thứ nhất đường phong đã thử qua, căn bản không có tác dụng. Ngược lại còn làm cho chính mình lo lắng hải hùng, mà phương pháp thứ hai thì càng không cần phải nói tới. Tóm lại độc tố dùng các vật liệu gì để phối hợp thì đường phong cũng còn không rõ lắm, tự nhiên không thể điều phối ra được giải dược thích hợp có tính trung hỏa chất độc đó, hoàn toàn không có cách nào đường phong căn bản không nghĩ bản thân mình có một ngày lại bị chất độc làm cho bối rối như vậy nhưng nghĩ lại dù sao đây cũng là độc dược do độc vương thương bất khải điều chế ra ngay cả cao thủ linh dai cũng còn không chịu nổi mặc dù thân thể mình có thể kháng được phần lớn các chất độc nhưng vẫn không thể chống lại chất độc của độc vương thương bất khải ơi thương bất khải đã chết rồi còn muốn hại người khác đường phong hận đến nghiến răng nghiến lợi trong cái rủi có cái may chất độc cũng không ảnh hưởng tới việc vận công và chiến đấu của Đường Phong. Hắn có thể lấy toàn lực để tham dự cuộc tranh tài trong gia tộc, sau cuộc tranh tài, đi tới khổ thủy thành, bất luận như thế nào cũng phải tìm cho bằng được thương hàng đỉnh. Trong lòng Đường Phong đã quyết như vậy, đêm khuya thanh tĩnh, cả dày nhà tĩnh mịch. Đường Phong thấy chán nản, đứng lên đi ra ngoài, hắn cũng chỉ muốn ra ngoài đi dạo giải sầu mà thôi, không ngờ rằng mới ra khỏi viện từ phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ vừa quay đầu nhìn lại hắn liền thấy đường điểm điểm lén lút đi từ bên trong ra vừa đi vừa cảnh giác quay đầu lại nhìn chẳng khác gì kẻ trộm sợ bị người khác bắt gặp đường phong cao mày nhìn nàng chờ nàng đi tới gần mình mới ho nhẹ một tiếng mở miệng hỏi lục tỷ tỷ làm gì vậy đường điểm điểm nhất thời hoảng sợ khi nghe được là tiếng của đường phong vội vàng bịt miệng đường phong ngoài miệng còn thở dài một tiếng trời tối thế này lục ti còn muốn đi đâu, rơi vào đường cùng, đường phong chỉ có thể truyền âm hỏi, đi ra ngoài mua sắm, đường điểm điểm làm ra tư thế một con cá bơi trong biển rộng, con chim bay lượn trên trời cao, cùng lúc dùng truyền âm trả lời, không ai ngăn cản tỷ, sao tỷ phải len lén vụn trộn như vậy làm cái gì, đường phong không nhịn được khẽ cười thành tiếng, cứ đi ra ngoài trước sau đó sẽ nói sao, đường điểm điểm lôi kéo đường phong, nhẹ nhàng bước ra khỏi viện hai người đường phong cùng đường điểm điểm giống như kẻ trộm đi khỏi sân viện, sau khi chạy hơn 10 trường, hai người mới dừng lại. Đường điểm điểm thở phì phò từng tiếng một, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động, thật hồi hộp, đường điểm điểm vỗ nhẹ vào ngực mình, đường phong cười nói, tỷ hồi hộp cái gì? Cũng không phải là đang đến bố gia ăn trộm, bộ dạng của tỷ bây giờ mà bị đệ tử bố gia thấy được khẳng định cũng sẽ bị vạn hỏi cho xem, đường điểm điểm biểu môi nói, Người ta chỉ là muốn đi mua sắm, hơn nữa ta còn có thẻ bài, bọn họ dám vặn hỏi, ta sẽ đánh cho tới khi cả mụ mụ của bọn họ cũng không nhận ra được mới thôi. Ta biết rồi, tỷ sợ phụ mẫu ta biết tỷ không chịu luyện công mà bỏ đi chứ. Gì? Trong lòng Đường Phong hiểu rõ, cuộc thi tài sắp diễn ra, mấy thành viên tham chiến của Đường gia đều đang chịu khó tu luyện. Lúc này tỷ ấy chạy đi chơi tự nhiên có chút không hợp thời, Lục tỷ nghe vậy liền thè lưỡi, ngược lại ngủ thúc Vũ Thẩm sẽ không nói gì ta, ta chỉ sợ đại ca và nhị ca. Người ta thật vất vả mới đến được đây, hơn nữa ở đây lại náo nhiệt như vậy, chỉ muốn ra được mua sắm một chút thôi mà, đúng là tâm tính của một tiểu cô nương. Đường Phong tự nhiên cảm thấy không cười nổi. Mình ra ngoài bởi vì không có việc gì làm, cơ thể nhiễm độc tố nên trong lòng cảm thấy phiền muộn, mà Lục tỷ lại chỉ vì muốn xem náo nhiệt mà thôi, chắc ba ngày nàng không dám ra đây, chỉ đành chờ đến buổi tối đêm khuya vắng người mới len lén chuồn ra ngoài, nhưng bây giờ có thập thất đệ đi cùng ta sẽ không cần phải lo lắng nữa. Nếu như đại ca, nhị ca định giáo huấn ta, khẳng định sẽ phải nể mặt đệ, đường điểm điểm vừa nói vừa kéo tay đường phong, hăng hái nói, đi thôi, lục tỷ đưa đệ đi xem náo nhiệt, mấy ngày nay phải kiềm chế thật khổ, chương 636, giao dịch hội. Trước cuộc tranh này sẽ không có người tổ chức giao dịch, nhưng từ vài ngày nay bắt đầu có vài người lục tục mang đến chút hàng hóa của mình bày ra bài, mặc cho người khác chọn lựa. Tới hôm nay thì ở đó kín hết chỗ, cả mảnh sân trong bố gia trang to như vậy đều chất đầy các loại hàng hóa. Hai người vừa mới tới bên tai chỉ nghe một trận ầm ỉ, ngẩng đầu nhìn thấy cả đám người chen vai thích cánh đi lại ở dưới đó. Đường phong chợt cảm thấy nhức đầu, lục tỉ lại như con chim nhỏ được sổ lồng, tung cánh vọt qua bên đó. Đường phong cười khổ lắc đầu, chỉ có thể bước nhanh cố đuổi theo tạm thời đóng vai hộ hoa sứ giả lục tỷ cũng chỉ đi dạo giúp vui mà thôi từ quầy hàng trên lẻn đến quầy hàng dưới thấy có cái gì đồ chơi gì mới lạ liền cầm lấy ngắm nghía một hồi chơi chán lại buông đi mặc cho chủ gian hàng nói đến miệng khô lười khô cũng không có ý muốn mua sau khi đi dạo một hồi đường phong phát hiện một chuyện rất thú vị chủ nhân của những quầy hàng mỗi người đều có thực lực cũng không nhỏ dĩ nhiên có rất nhiều cao thủ thiên giai hơn nữa tâm trạng của bọn họ cũng không giống nhau, không ít chủ quầy cùng với người đi mua hàng, lớn tiếng cò kè mặt cả, vừa thấy có khách đến liền nhiệt tình giới thiệu hàng hóa của mình, lười không ngừng nghỉ, thao thao bất tuyệt, dáng dấp như không đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa thề không bỏ qua, còn có một vài chủ quầy hàng, khoanh chân ngồi ở trong quầy hàng của mình nhập định luyện công, nét mặt hờ hừng, vẻ mặt bí hiểm cũng không cần ai tới mua hàng. Hết lần này tới lần khác làm cho người khác cảm giác kỳ quái chính là những chủ quầy hàng này lại bán hàng chạy hơn là các chủ quầy hàng đang cố la ó mời chào. Ngược lại cả một đám người lớn đang cố chen chúc nhau tụ tập trước mặt chủ quầy hàng này, thỉnh thoảng lại có người giao dịch thành công. Sau khi hai bên thỏa thuận giá cả xong, cả chủ quầy lẫn người mua đều vô cùng vui mừng, loại giao dịch khổng lồ này dù sao cũng không phải là chợ bán thức ăn. Muốn mua thứ gì đó ở chỗ này, anh có thể dùng vàng, bạc, tiền để trả, cũng có thể lấy vật đổi vật đường phong đi phía sau đường điểm điểm cả buổi, đột nhiên phát hiện ở đây còn có quầy hàng của đường gia. Đường phong cũng không quen mấy người đệ tử này của đường gia, hình như là đệ tử của nhánh bên của đường gia. Hai người đi qua đúng lúc mấy người kia đang bận rộn. Đệ tử đường gia vội vàng bắt chuyện với đường điểm điểm, ngược lại có chút hờ hừng đối với đường phong. Những thứ mà mấy người đệ tử của đường gia bán cũng không có gì mới lạ, đều là một vài vật phẩm dùng để tu luyện lục tỷ bị kích động chạy tới bên cạnh hỗ trợ gào thét một hồi trên đầu đầy mồ hôi mà lại chưa bán được cái gì nhất thời mất hứng thú lôi kéo đường phong lại tiếp tục chen vào trong đoàn người lục tỷ vì sao những người khác ở đường gia chúng ta cũng qua đây vậy đường phong nghi ngờ mà hỏi thăm đương nhiên đệ tử trong gia tộc chúng ta cũng không thiếu vật phẩm để tu luyện nhưng thật đáng tiếc cho mấy đệ tử bên bằng chỉ bọn họ cũng đi cùng chúng ta đến đây chỉ có điều bởi vì không phải thành viên tham chiến nên không thể ở cùng với chúng ta. Đường điểm điểm nói những những này cũng thổn thức một hồi, nhưng ngay cả nàng có đồng tình cũng vô kế khả thi. Đệ tử đường gia nhiều như vậy, đương nhiên phải ưu tiên cho những thành viên bảo đảm của gia tộc và một vài đệ tử có tư chất tu luyện. Đi dạo một vòng, đường phong phát hiện thứ có giá trị nhất được bán ở đây cũng chỉ có vũ khí thiên binh mà thôi, nhưng lại chỉ có rất ít. Phía trước mỗi quầy để vũ khí đều có vô số người tụ tập lại hỏi giá cả. Trời không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi. Đường Phong phát hiện những quầy hàng này thực sự rất khó khiến cho mình cảm thấy hứng thú, tự nhiên mất đi ý định tiếp tục đi dạo, bất quá ngẫm lại, bảo bối trên tay hắn thực sự rất nhiều, trong đó có mấy thứ nếu lấy ra, có thể tạo thành một trận tinh phong huyết vũ trong toàn bộ linh mạch chi địa, bởi vậy ánh mắt tự nhiên không thể so với người bình thường, ví dụ như các thiên binh khiến những người khác đổ xô vào, thì trên tay Đường Phong có hơn 16 thanh chúng ta mới đi dạo hết phân nữa thôi sớm đi về làm cái gì đường điểm điểm tỏ ý không vui mới phân nữa đường phong đánh giá mình đi dạo chí ít cũng đã được một hai canh giờ rồi đương nhiên chỗ chúng ta vừa đi qua chỉ là một vài quầy hàng do các gia tộc khá lớn bày bán bên kia còn có quầy hàng có do gia tộc nhỏ hơn vừa nghe đường điểm điểm nói như vậy đường phong mới đột nhiên phát hiện chính xác là như vậy thực lực của các chủ quầy hàng mà hắn vừa đi qua không kém khẳng định sẽ không xuất thân từ một vài gia tộc nhỏ trong quầy hàng của gia tộc nhỏ lại không có thứ gì hay tới đó đi dạo làm gì ngược lại không phải đường phong cũng coi thường những người đệ tử của gia tộc nhỏ này thật ra căn bản hắn cũng không thấy có cái gì cần ở đó có đi không đường điểm điểm trừng mắt nhìn đường phong đệ không đi ta đi một mình chờ khi nào trở về ta sẽ nói cho ngũ thúc ngũ thẩm biết đệ để ta lại một mình trong biển người mênh mông đi 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 đường phong bất đắc dĩ nói Vậy mới thông minh, đường điểm điểm trở mặt còn nhanh hơn cả mình dở sách, vừa rồi còn vô cùng giận dỗi, thoáng cái đã liên tục khoái trá, đi tới trước quầy hàng ở khu đất thuộc về gia tộc nhỏ, Đường Phong phát hiện những thứ kia vừa nhìn thì có vẻ khá hơn nhưng quả thực lại vô cùng thê thảm, nhưng trái lại, ở đây náo nhiệt hơn rất nhiều, mặc dù giá trị của những thứ đó lại thấp hơn vài bậc. Dù sao tất cả cũng là của một vài gia tộc nhỏ, đâu có bao nhiêu năng lực có thể tự tay làm ra phần lớn những thứ mà bọn họ mang đến đều là một vài nguyên vật liệu, hy vọng có thể đổi lấy một ít thứ gì đó có ích cho mình, có lẽ bán được chút vàng bạc, hoặc mua lại từ trên quầy hàng gia tộc lớn vài đan dược và vỏ điển để tu luyện, đi tới đi lui, đột nhiên đường phong dừng bước chân, bởi vì hắn phát hiện ở chỗ này có một vật khiến bản thân mình cảm thấy hứng thú, đó là một khối đá hình quả trứng, đại khái cao có nửa người, đường kính ba thước, tảng đá nhìn trong nhẵn. Trong bóng đêm, những ngọn đuốc sáng lập lòe ở xung quanh khiến tàn đá có hình quả trứng này tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đường phong không đặc biệt yêu thích cái gì, nhưng lại có hứng thú duy nhất với một ít khoáng thạch kỳ lạ hiếm có. Bởi vì hắn lên kế hoạch thu thập khoáng thạch, chuẩn bị chế tạo cơ quan thú trong thiên công đồ phổ, khoảng thời gian gần đây, từ nhất đao môn đoạt được một khối thiên ngoại vẫn thạch cực lớn, lại từ trong trung linh cốc tìm được không ít khoáng thạch quý giá, hiện tại lại phát hiện thêm một khối thiên thạch này khối thiên thạch này a à, là gì thì đường phong không rõ lắm. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài hẳn là một khối khoáng thạch không tồi. Chủ nhân của khối khoáng thạch này là một người đại hán trâu dài, chừng 40 tuổi, trên quầy hàng mà hắn dừng chân, chỉ có đủ loại tảng đá thật to, hơn nữa tất cả đều không phải đá bình thường, mà còn tản ra linh khí nhàn nhạt, những tảng đá này bị điêu khắc thành các hình dạng khác nhau, mặc cho người khác chọn lựa, hơn nữa. Trước quầy hàng của hắn ta có vô số người tụ tập, hầu như chỉ mới chớp mắt đã có hai ba giao dịch dễ dàng được thành công đại hán râu dài này không kiềm chế được sự mừng rỡ mà cười ngây ngô mãi đường phong dừng lại hiển nhiên đường điểm điểm cũng không đi nữa nàng nhìn theo ánh mắt của đường phong không khỏi vô cùng kinh ngạc tảng đá này có cái gì hay vì sao có nhiều người mua như vậy nàng vừa lẩm bẩm vừa đưa tay kéo một người vừa mới mua được một khối đá mở miệng hỏi này tảng đá này dùng để làm gì người mới mua được thứ đó là một người thanh niên hơn 20 tuổi. Hắn đang vô cùng mừng rỡ mà nghịch tàn đá trên tay, nghe được câu hỏi của đường điểm điểm thì ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Ngoài miệng còn trêu đùa, tiểu mỹ nhân muốn biết sao, trong nháy mắt, sắc mặt của đường điểm điểm liền trầm xuống, hoang ca kiếm treo ở bên hông được rút ra một nửa. Hàng quan lóe sáng, khí thế mạnh mẽ mà dịu dàng của một thiên giai trung phẩm ép về phía người thanh niên. Người này liền biến sắc trên trán đổ mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói, khối đá này là la ngọc thạch. Có thể đẩy nhanh tốc độ tập trung linh khí của người tu luyện hơn nửa thành. Cúc, từ trong cái miệng xinh xắn của đường điểm điểm buông ra một chữ, người thanh niên này như được ân xá, cắp đuôi mà chạy, trong lòng thầm nói với chính mình, đúng là có mắt không trồng. Vạn làng không nghĩ tới cô gái kia thoạt nhìn nũng nịu thậm chí còn nhỏ tuổi hơn mình một ít lại là một cao thủ thiên giai, chỉ là địa giai hạ phẩm cũng dám càng rỡ với bản cô nương, đúng là không muốn sống rồi, tư thế của đường điểm điểm rất quay hùng hiên ngang. Nói xong, cô quay ra trừng mắt với đường phong, thập thất đệ, đệ cũng không biết che chở cho ta, đường phong vuốt vuốt sống mũi, ta còn chưa kịp làm. Thì người ta đã bị tỷ làm cho sợ hãi rồi, lục tỷ tức giận nói, hiện tại tỷ cho đệ một cơ hội. Đi giúp ta mua khối đá la ngọc thạch, tỷ không phải đã có một khối vạn tái hàng ngọc sao? cái đó còn có hiệu quả hơn nhiều so với cái la ngọc thạch này tăng tốc độ tập trung linh khí lên nửa thành thật sự là quá ít lại nói thứ này cũng không có giá trị gì quá lớn bởi vì có rất nhiều đang dược phụ trợ cho việc tu luyện ví dụ như tụ nguyên đan mà ban ngày đường phong đã đưa cho chu chính hiệu quả của nó còn cao hơn rất nhiều so với khối đá này vạn tái hàng ngọc không chỉ có thể khiến người đeo nó tăng đôi tốc độ tập trung linh khí còn có hiệu quả khiến chất độc không thể xâm nhập ngưng thần tĩnh khí. Bất luận là xét về giá trị hay tác dụng, đều tốt hơn La Ngọc Thạch rất nhiều. Đường Phong từng đánh chủ ý vào vạn tái hàng ngọc, đáng tiếc là cuối cùng lại không thể hạ quyết tâm. Vạn tái hàng ngọc là vạn tái hàng ngọc, La Ngọc Thạch là La Ngọc Thạch. Đường điểm điểm nói, điều này sao có thể giống nhau. Hiu rồi, Đường Phong gật đầu, bất quá lại nói tiếp, hắn đối với khối La Ngọc Thạch cũng có hứng thú, không chỉ khối đá lớn kia, hắn cũng muốn mua một vài khối la ngọc thạch nhỏ được điêu khắc thành các hình dạng khác nhau, tăng nửa thành tốc độ tập trung linh khí thực sự là rất nhỏ, cũng không có hiệu quả gì rõ rệt, nhưng nếu tích lũy lâu dài cũng sẽ được một số lượng tương đối. Mua về tặng người khác cũng là một lựa chọn không tồi, tặng cho cô cô một khối, cho mạc sư tỷ một khối, cho lại tỷ một khối, cho tiểu nhã một khối, và cả tiểu manh manh cũng cho một khối. Có rất nhiều người mua đang đứng trước quầy hàng của đại hán râu dài. Đường Phong dẫn đường điểm điểm cố đi vào bên trong nhưng chen một hồi lâu vẫn chưa tiến được một bước, với thực lực của hắn muốn đi vào chỉ cần vận công đánh văng những người này ra là được, thế nhưng Đường Phong đâu có thể làm ra loại hành động xấu xa ỷ thế hiếp người như vậy được chứ, giữa lúc Đường Phong đang không biết nên làm thế nào thì bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng thét to tiếng, "Cút ngay, cút ngay!" vài người gấp rút từ bên ngoài vọt tới, trực tiếp khiến đám người đang đứng ở trước quầy hàng phải lảo đảo. Điều này khiến các đệ tử gia tộc nhỏ đang đứng mua La Ngọc Thạch vô cùng tức giận, đang muốn chửi ầm lên, lại nhìn thấy cách ăn mặc của đám người kia, vội vàng nuốt nhưng lời muốn mắng chửi người vào trong bụng, tuy trên mặt vẫn còn vẻ tức giận, nhưng lại không dám nói gì. Đường Phong mượn cơ hội này tiến lên phía trước vài bước, vội vàng tiến đến trước quầy hàng. Cũng không muốn đụng chạm tới đám người vừa tới đấu đá lung tung kia, vậy mà có một người nắm lấy vai của Đường Phong giữ lại, sau đó gã hung hăng tính nhất hắn lên ý đồ muốn ném hắn bay ra ngoài, Đường Phong nhướng mày, dùng khí vào đan điền, thân thể như bàn thạch vững vàng đứng im tại chỗ, khuôn mặt rất bình tĩnh quay đầu thoáng nhìn lại, người vừa đưa tay nắm vào vai Đường Phong có lẽ khoảng 30 tuổi, cố hết sức vẫn không thể di chuyển được Đường Phong, nét mặt không khỏi lộ ra chút ngạc nhiên. Dù sao khu vực này cũng là các quầy hàng của gia tộc nhỏ, nói như vậy đệ tử của các gia tộc lớn sẽ không tới nơi này gã cũng không ngờ được ở chỗ này lại đụng phải một kẻ ngang ngạnh như vậy nhấc lên không được gã liền tăng thêm một ít lực bàn tay ra đòn giống như ưng trảo bấu vào vai đường phong đẩy cương khí vào nếu không phải đường phong có thể chất không tệ một trảo này có thể bẻ gãy xương bả vai của hắn đến tượng đất còn có ba phần tức giận huống chi là đường phong hắn làm gì phải khách khí với loại người quá đáng như vậy chứ lặng yên không một tiếng động hắn vương một tay nắm lấy ưng trảo của đối phương đang bấu trên vai mình độ cực nhanh khiến đối phương căn bản không thời gian phản ứng lại cương khí đẩy ra tách rời cương khí của đối phương lại hung hăng xoay tay một cái chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan thực lực đối phương cũng không tầm thường ngược lại phản ứng cũng tương đương nhanh trong nháy mắt khi đường phong nắm lấy vai gà gã muốn rút tay lại nhưng tốc độ lại chậm một chút chờ hắn xoay tay lại một ngón tay đã bị sẩy cơn đau khiến người này toát mồ hôi lạnh thương thế không nặng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi điều dường nửa ngày là có thể khỏi hẳn nhưng người này vừa rồi còn ngang ngược như vậy bây giờ mất hết thể diện sao có thể chịu để yên nhất là ánh mắt của đám đệ tử của gia tộc nhỏ vừa rồi đang trừng mắt nhìn họ đầy căm thù hiện giờ trên vẻ mặt lại có chút hả hê lập tức một người trong mấy người đi cùng với hắn thấy đồng bọn bị hại hung hăng đẩy một trưởng về phía đường phong miệng còn nói các hạ làm như vậy không phải quá nặng tay rồi sao? Này một chưởng này chính xác đẩy tới bên hông đường phong bên, hơn nữa trước xuất trưởng sau mới lên tiếng, rõ ràng là có ý định đánh lén. Đường phong còn chưa có động thủ, đường điểm điểm đã rút hoang ca kiếm, kiếm phong lắc qua thân thể của đường phong đâm thẳng về phía trưởng lực của đối phương mà. Lục tỷ xuất thủ quyết đoán, tàn nhẫn, phong cách không giống như vẻ bề ngoài nũng nịu hồn nhiên, đôi mắt sáng ngời lạnh lẽo, sát khí mãnh liệt. Chương 637, xung đột chiêu đánh lén của người kia còn chưa tới, liền vội vã thu trở về, nếu một trưởng có thể đánh vào người của đường phong, thì bàn tay của gã cũng sẽ bị một kiếm của đường điêm điêm đâm thủng, đường phong xoay người. Lạnh lùng nhìn gã, người không phạm ta, ta chẳng phạm người, đến tận lúc này, hai bên mới nhìn rõ mặt đối phương. Sắc mặt của người vừa định đẩy trưởng về phía đường phong liền biến đổi, cắn răng nói, đệ tử đường gia, đường phong dù bận tối mắt vẫn ung dung nhìn gã, khéo miệng cười lạnh nói, đệ tử chung gia, đường phong đều nhận ra mấy người này. Đó là mấy người thanh niên còn trẻ tuổi của chung gia. Ánh mắt của những người này nhìn về phía đường phong như muốn giết chết hắn, bọn họ có bốn người. Trong đó chỉ có một người là thiên giai thượng phẩm, còn lại ba người đều là thiên giai trung phẩm. Ánh mắt đường phong nhìn tới bên hông của bọn họ. Bên hông mỗi người đều được dắt một thể tài trên có một chữ chung, xem ra, những thành viên tham chiến của Trung Gia bị đánh chết, Trung Bố Sở cũng chỉ có thể để những đệ tử này thế thân để ra trận. Như vậy so với đội hình gồm 5 người thiên giai thượng phẩm trước kia mà nói, đã hoàn toàn khiến Trung Gia mất đi ưu thế vốn có của mình. Hiển nhiên, muốn đánh bại những đệ tử này tại cuộc tranh tài trong gia tộc thu được được thẻ bài của họ, cũng không quá khó khăn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đôi bên hận thù. Khó có thể nhẫn nhịn ân oan của đường gia và trung gia cũng đã dây dưa hơn hơn 20 năm. Tất cả những người ở đây đều được nghe nói qua, nhất là đại chiến hai nhà đường chung hơn hai tháng trước, tinh thần thiên nguyên quả của đường gia mất tích, đến nay vẫn chưa có tin tức. Trong một đêm, Trung Linh Cốc đã tổn thất vô số đệ tử, trong đó thậm chí còn có cả một vị linh giai, cấm địa của gia tộc bị hủy, vô số kỳ trân dị bảo bị mất, đêm hôm đó bị mọi người coi là một đêm vô cùng nhục nhã. Có thể nói, Đại chiến hơn hai tháng trước của hai nhà đường chung đã biến cục diện trở thành không chết không dừng. Trung bố sở và đường ngạo đều cho rằng, trong linh mạch chi địa này có đường không có chung, có chung không có đường, phải nói rằng đệ tử hai nhà đụng độ mà không sinh ra chút xung đột là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Lúc này, những người đang đứng vây quanh nhìn thấy đệ tử đường gia và đệ tử chung gia ở cùng một chỗ. Tự nhiên biết là sắp có trò hay nhìn, tinh thần đầy hưng phấn có người hiểu chuyện còn rất có lớn mật cao giọng la lên, đường gia, diệt đám súc sinh này, thể hiện uy phong đi, chắc người này là người vừa rồi bị đệ tử Trung Gia ném ra ngoài, bản thân không dám động tới người của Trung Gia, chỉ có thể ở bên cạnh khích động hắn mà thôi, nghe được tiếng la, người đệ tử của Trung Gia lúc nãy định đánh lén đường phong liền liếc mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, nhưng căn bản không tìm được ai là người vừa mới la lên, người nọ lại không ngốc, nếu sinh ra trong gia tộc nhỏ, tự nhiên sẽ không mang họa tới cho gia tộc của mình, sau khi hô xong liền lũi vào trong đám người, ai vừa kêu. Đứng ra đây, người đệ tử này không hoảng hốt nói, đường phong cười một tiếng đầy dễu cợt. Hiện tại chung người đã thảm hại đến mức chỉ biết khi dễ đệ tử của gia tộc nhỏ hay sao, thật là đáng thương. Cái này gọi là phượng hoàng bị nhổ lông không bằng gã A, đường điểm điểm ở bên cạnh nghe được, che miệng vui sướng cười mãi không thôi. Người đệ tử này bị đường phong mỉa mai, trên mặt lúc xanh lúc đỏ ánh mắt nhìn phía đường phong càng thêm thù địch dù sao bản thân cũng là thiên giai thượng phẩm bản thân mình đã sai sẵn giờ lại đi so đo với một đệ tử của gia tộc nhỏ thì có thực sự là hơi quá đáng người này tên là trung lập là một đệ tử trẻ tuổi ở hàng thứ nhất thực lực không tồi nhưng trước đây mấy người đệ tử khác lợi hại hơn cho nên thành viên đại biểu cho gia tộc xuất chiến tại cuộc tranh tài trong gia tộc tự nhiên là không có phần của hắn việc hắn được tham chiến tại cuộc tranh tài trong gia tộc lần này, cũng phải nói là nhờ phúc của đường phong, trong lòng chung lập tức giận, hận không thể đánh đường phong chết ngay tại chỗ. Nhưng ở đây không phải là chung linh cốc, mà là bố gia trang, có mấy người đệ tử của bố gia nghe tiếng mà đến, hiện đang đứng ở bên cạnh. Tuy vì thể diện của hai nhà đường chung mà không tiện ra mặt thuyết giáo, nhưng nếu thực sự động thủ, khẳng định mấy người đệ tử bố gia sẽ không bằng quan đứng nhìn chức trách của bọn họ chính là giữ gìn trật tự trong khu giao dịch, không để nảy sinh xung đột, trong lòng chung lập tức giận, nhưng lại không dám ra tay. Hắn là một thiên giai thượng phẩm, bị đường phong một thiên giai hạ phẩm làm nhục như vậy, đâu có thể cam tâm. Khóe mắt vừa lúc nhìn yêu bài lộ ra cạnh hông của đường phong, ánh mắt chung lập liền sáng ngời, mở miệng nói, chỉ bằng vào thực lực của ngươi mà cũng là thành viên tham chiến của đường gia sao. Ha ha ha, đường gia quả nhiên không có người tài, mới có thể để một người thiên giai hạ phẩm cũng phải tham chiến nói xong giọng điệu trở lên lạnh như băng lớn tiếng đe dọa đừng để ta gặp ngươi trong cuộc tranh tài gia tộc bằng thắng nhất định khiến ngươi sống không bằng chết ta sẽ đợi đường phong nhìn về phía hắn gật đầu nghe vậy đám người đang đứng vây quanh xem không khỏi thổn thức tản ra chung lập trở mình nói như vậy hiển nhiên là tìm cho mình một bậc thang để đi xuống tất nhiên hiện tại mọi người đều hiểu rằng đệ tử hai nhà sẽ không đánh nhau nên không khỏi có chút thất vọng. Đường gia, trong cuộc tranh tài hãy đánh cho hắn thành đầu heo đi. Lại có một tiếng kêu truyền đến từ trong đám người. Được, vẻ mặt đường phong rất nghiêm túc, gật đầu. Đến lúc đó còn thỉnh chư vị chứng kiến, chớ bỏ lờ trò hay. Ai vừa hét đấy, ai vừa hét, chung lập thẹn quá hóa giận. Bị một người thiên giai hạ phẩm làm nhục còn chưa tính, dù sao người ta cũng là thiên giai, nhưng ngay cả một đệ tử của gia tộc nhỏ cũng thuận thế khi dễ trèo lên đầu hắn thì thật sự không thể nhịn được nữa. Đáng tiếc căn bản là hắn không tìm ra được người nào vừa kêu trong đám người đó. Đường Phong và Trung Lập cùng đôi co ở đây, nhưng cuối cùng khổ nhất vẫn là ông chủ bán La Ngọc Thạch. Đại hán râu dài thoạt nhìn tuy rằng có khí thế bất phàm, nhưng dù sao thật sự cũng không có bản lĩnh gì. Hắn ta ngồi trước một đống đá, nơm nớp lo sợ, chỉ ước gì Đường Phong cùng Trung Lập cút đi càng xa càng tốt. Ta nhớ kỹ ngươi, Trung Lập quá. Quán hận quay đầu nhìn Đường Phong. Đường Phong cười nói, cách đây không lâu, lão thất phu Trung Sơn cũng đã nói với đường mổ những lời này, mấy tháng sau thì bán trời khỏi nhân gian, chỉ sợ huynh đài sẽ là người kế tiếp, nhất thời, sắc mặt Trung Lập trở nên tái mét. Trong gia tộc tổn thất một vị cao thủ linh giai, điều này đối với bất cứ kẻ nào mà nói đều không thể tiếp thu được, quán hận địa nhìn đường Phong một lát, chắn chắn với tài ăn nói của Trung Lập thực sự không thể chiếm được tiên nghi nào đối với đường Phong, có nói gì đi nữa kẻ có hại cũng vâng là mình chỉ có thể cố ném lửa giận quay đầu lại trung lập nhìn đại hán râu dài đại hán nói những tảng đá của ngươi ta mua toàn bộ đỡ mất công ngươi ngồi ở chỗ này hứng gió phơi sương cực khổ bán hàng đại hán râu dài nghe vậy thì vô cùng vui vẻ mở miệng nói muốn mua toàn bộ sao mua toàn bộ trung lập bình tĩnh nói đại hán râu dài vui vẻ lại gần trung lập tính toán la ngọc thạch một vạn lượng một khối nơi này có không đợi ông nói xong Trung Lập lấy từ trong người ra một chồng ngân phiếu, đặt ở trước mặt đại hán râu dài. Chỗ này có 10 vạn lượng, đủ để ngươi mua được một ít đan dược. Chương 638, kết cục ngoài dự đoán của mọi người. Nghe vậy, đại hán râu dài đích không khỏi dừng động tác, vẻ mặt hài lòng chợt cứng lại trên khuôn mặt, bối rối nhìn Trung Lập. Loại la ngọc thạch này có thể tăng tốc độ tập trung linh khí thêm nửa thành, một khối một vạn lượng, cũng không phải là quá đáng. Một người tu luyện dù nhiều dù ít cũng có chút ngân lượng, cũng có thể mua được, rốt cuộc có thể xem đây là vật có giá ư ý. tuy rằng vừa rồi hắn đã bán được không ít, nhưng trước mặt hiện tại chí ít cùng còn 50, 60 khối la ngọc thạch như vậy, dựa theo tính toán của hắn, riêng những la ngọc thạch nhỏ này phải 50, 60 vạn lượng, còn không tính đến khối đá lớn kia, thế nhưng nghe ý tứ của Trung Lập, thì hắn muốn sở hữu tất cả chỉ với 10 vạn lượng bạc. Sao đại hán trâu dài có thể đồng ý? Mặc dù đã nghe được ý ở ngoài lời, nhưng đại hán trâu dài hay dè dè giặt giặt hỏi một câu, mấy sư huynh này, người nói muốn mua 10 khối, hay, chung lập cười lạnh một tiếng, tất nhiên là muốn toàn bộ rồi. Sao nào, 10 vạn lượng vẫn thiếu sao, điều này có phần hơi nhảm nhí, người sáng suốt đều nhìn ra được là có chuyện gì xảy ra. Đại hán trâu dài đen cả mặt, tuy rằng trong lòng vẫn nộ nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể thấp đầu nghiêng cổ nói, chừng này sao đủ. Hiện ở đây còn vài chục khối mà trung lập vừa rồi mới bị đường phong làm cho tức giận trong lòng vốn đang bực lội lúc này thấy đại hán râu dài lại không tán thưởng như vậy không khỏi lạnh lùng nói vậy ngươi muốn bao nhiêu đại hán râu dài nhãn tráng cân nhắc một lúc cắn răng nói nếu vị sư huynh này đã có ý ta sẽ bán những viên la ngọc thạch cho ngươi một khối chỉ lấy nửa giá vậy có được không tuy rằng đại hán râu dài chẳng muốn bán cho trung lập nhưng dù sao bản thân mình cũng không có bối cảnh gì thực lực của bản thân lại rất thấp Bất quá hắn hiểu được đạo lý này, chỉ có thể lùi một bước, tạm thời nhường hắn vì lợi ích toàn cục, cho dù bán ra với giá phân nữa, cùng nhiều hơn nhiều so với kia 10 vạn lượng kia, thấy đại hán râu dài dám cò kè mặt cả với mình. Trung lập tức giận cười cười, ngồi sổng xuống cầm lấy một khối la ngọc thạch, suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, chỉ bằng những tảng đá này, ngươi cũng muốn bán với giá 5.000 lượng một khối. Cho ngươi 10 vạn lượng ngươi nên cất nhát, rốt cuộc là bán hay không bán. Tuy rằng Chung Lập hỏi, nhưng trong giọng nói rõ ràng có ý uy hiếp. Nếu là trước đây, ngay cả khi nhân phẩm của hắn không tốt, cũng không đến mức khi dê một người đệ tử của gia tộc nhỏ ngay trước mặt công chúng như vậy, không chỉ khiến Minh bị mất mặt, cùng khiến gia tộc bị mất mặt. Nhưng hiện giờ không thể so với trước đây, toàn bộ kỳ ưng dị bảo trong cấm địa gia tộc đã mất, tổn thất nặng nề, nên những tài nguyên mà đệ tử trong gia tộc có thể thu được cùng từ từ giảm xuống, bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình tìm biện pháp thu ít tài nguyên tu luyện tài nguyên. Nghe nói ở đây có La Ngọc Thạch, tất nhiên là muốn đến kiếm chắc. Nói thật, bản thân Trung Lập cùng hiểu được La Ngọc Thạch một vạn lượng một khối không đắt, hơn nữa khẳng định sẽ bị người tranh mua. Hắn cũng muốn lấy toàn bộ La Ngọc Thạch của đại hán râu dài này, sau đó tự mình đi bán, kiếm chút trên lệch, để mua chút đang dược dùng để tu luyện, vậy không phải. Vừa mua vừa cướp sao, đại hán râu dài mặt khẽ hắn giọng, Bản thân hắn cũng không dám khiếu nại trung lập, chỉ có thể đem ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía đoàn người đang đứng xem náo nhiệt, "Các vị đến phân xử giúp ta, đống la ngọc thạch này của ta chỉ với giá 10 vạn lượng thì sao có thể bán được?" Đám người đứng vây quanh không ai nói gì, để cho bọn họ xem náo nhiệt thì có thể, nhưng muốn bọn họ đứng ra chống lại trung lập thì không được, không bán. "Ta sẽ thương lượng với ngươi." Trung lập cười lạnh một tiếng, trên tay dùng một chút lực khối la ngọc thạch hắn đang cầm trong tay lập tức biến thành bột mịn, bay xuống, loại đá này quá giòn, cản bản không thích hợp dùng để rèn vũ khí, mà nó chỉ có một tác dụng duy nhất, chính là đeo lên người để tăng tốc độ tập trung linh khí thêm nửa thành. Chỉ bằng vào điểm này, nó mới thực sự đáng giá một vạn lượng, nhưng nếu ta nói cho ngươi biết, loại tác dụng này chỉ có thể duy ư khoảng 2 tới 3 năm sẽ biến mất thì sao, sao thế được, sắc mặt của đại hán râu dài liền thay đổi hiển nhiên hắn cũng không rõ lắm về điều đó, đúng hay không đúng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Trung lập cười lạnh một tiếng, hiện tại ngươi còn muốn nói với ta mấy tảng đá này đáng giá một vạn lượng một khối sao, đám người đứng xem nghe Trung lập vừa nói như vậy, nhất thời kích động. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi, nhưng không ngờ được La Ngọc Thạch chỉ có tác dụng trong 2 tới 3 năm, đang hưng phấn lại đột ngột thất vọng, loại tâm tin trên lệch như mức nước trong lòng sông so với biển cả khiến bọn họ có suy nghĩ chán nản thất vọng trong đầu. Ta nghĩ giá một vạn lượng là được rồi. Đường phong nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng ở bên cạnh liền nói một câu. Coi như là hai tới ba năm kia cùng đủ để bù đáp cho một vạn lượng. Vừa nói xong, đường phong ngồi sổng xuống trước mặt đại hán râu dài. Mìm cười đối nói, ta mua hết đá của ngươi, ngươi cũng muốn mua hết. Trong lòng đại hán râu dài tồn tại hai cảm giác, vừa hưng phấn lại vừa e dè đệ tử của hai nhà đường chung vừa mới suýt xảy ra xung đột trước mặt hắn, hiện tại cả hai người đều muốn mua hết la ngọc thạch của hắn, khiến hắn thực sự khó có thể lựa chọn, bán hay không bán cho ai, mua hết theo đúng giá của ngươi, đường phong bổ sung thêm một câu, đá nhỏ ta cũng muốn, mà đá to ta cũng muốn, đại hán râu dài nghe vậy thì chấn động tinh thần, nhưng lại dè dặt dương mắt nhìn chung lập một chút, lúng túng nói, ta phải hỏi ý của vị sư huynh này trước đã. Vẻ mặt trung lập rất không vui, hung giữ nhìn chầm chầm vào đường phong, nói, không phải là ngươi cố ý muốn phân cao thấp với ta, đường phong lắc đầu nói, không phải ta muốn phân cao thấp với ngươi, là ngươi đưa ra cái giá quá thấp, vốn dĩ là không có lòng tin với chính mình, ta đã nói muốn mua hết trước, trung lập lạnh lùng nói, buôn bán quan trọng là ngươi tin ta nguyên, nào có cái gì là thứ tự đến trước và hay đến sau, đường phong nghiêng đầu nhìn trung lập, không phải là năng người bị hông rồi chứ, về việc thứ này rốt cuộc được bán cho ai, còn phải do hắn quyết định. Nói xong, hai người đường phong và trung lập cùng nhìn đại hán râu dài. Đầu người đàn ông này chợt đổ mồ hôi lạnh, sau đó khẽ cười, lát bát một lát mới xoa xoa tay nói, ta có thể không bán không, không được. Đường phong và trung lập cùng lắc đầu, đại hán râu dài khóc không ra nước mắt. Hắn nghĩ hôm nay Minh thực sự quá bất hạnh rồi, chẳng qua chỉ tới bán bán la ngọc thạch mà thôi, đột nhiên lại bị lói vào trong dòng xoáy án oán của đệ tử hai gia tộc lớn, nhưng cả hai người, ai hắn cũng không thể đắc tội được nhìn trung lập lại nhìn đường phong người trước đang lấy một loại ánh mắt đe dọa uy hiếp nhìn chảm chú vào mình khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt ý tứ đã không cần nói cùng biết dáng vẻ của người sau thông dong nhìn qua cùng thấy binh dị dễ gần nếu như có thể lựa chọn hắn tuyệt đối sẽ bán la ngọc thạch cho người sau cả hai bên đều muốn mua ta tin tưởng ngươi sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt đường phong án cần thân thiện nói đại hán râu dài tỏ ra rất khó xử, một hồi nhìn đường phong một hồi lại nhìn trung lập, hai tay nắm chặt, nuốt nước bọt ầm ầm, hiển nhiên trong lòng đang vô cùng dãy dụa. Qua một lát, đại hán râu dài mới cắn răng một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn đường phong, đường phong khẽ cười một tiếng, hắn cho rằng đại hán râu dài đã muốn đưa ra lựa chọn, cũng không ngờ người này nhìn hắn ấy nấy cười, huynh đài, thật xin lỗi, nói xong hắn quay đầu nhìn trung lập, cắn chặt răng, oán hận nói, được, 20 vạn lượng, đá to đá nhỏ toàn bộ bán cho ngươi, đường phong ngạc nhiên, không chỉ đường phong ngây ngẩn cả người, ngay cả trung lập cùng ngây ngẩn cả người, đoàn người đứng xem càng ngờ ngàng không hiểu gì cả, ai cùng cho rằng đại hán râu dài muốn bán la ngọc thạch cho đường phong. Dù sao đường phong không ỷ thể hiếp người, cũng không ép giá đối với hắn. Ngược lại trung gia lại thực sự hơi quá đáng. Nhưng mặc dù như vậy, đại hán râu dài đưa ra lựa chọn cuối cùng cũng nằm ngoài dự kiến của mọi người ngươi điên rồi sao? Một lát sau, đường điểm điểm mới lấy lại tinh thần, cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng, ngươi sợ bọn họ làm cái gì? Nơi này là bố gia, những tên súc sinh chẳng lẽ còn dám đối phó với ngươi hay sao? Tiểu nương bì, miệng lưỡi sạch sẽ chút, trung lập bị đường điểm điểm mắng một câu, không khỏi tâm tức quay đầu mắng nàng, vì sao? Làm chuyện xấu còn không cho người khác nói à? Trung gia các ngươi cũng có tiền đồ, ý thể hiếp người, chẳng biết xấu hổ, mặt trung Lập đỏ bừng lên, nếu không phải do tình thế, hắn đâu làm những chuyện thế này. Bất quá, hắn cũng không thèm tranh luận với Đường Điểm Điểm, nhìn về phía Đại Hán râu dài nói, ngươi vừa nói là thật sao? Vẻ mặt Đại Hán râu dài đầy phẫn nộ, tức giận nói, ta nào dám đùa với trung gia các ngươi, ta còn muốn nhìn thấy mặt trời vào ngày mai chứ? trung Lập không khỏi vui mừng, gật đầu nói, được, thành giao, 20 vạn lượng sở hữu cả đá lớn đá nhỏ có thể nói là hắn kiếm được đầy chậu đầy bát, những tảng đá này chỉ cần mua đi bán lại từng cái một là có thể kiếm được lợi nhuận gấp mấy lần, nhưng mặc dù là 20 vạn lượng, Trung Lập cũng không mua được. Đệ tử Trung Gia trước kia vốn không thiểu tiền, thế nhưng hiện tại lại rất thiếu, vài người Trung Gia gom góp hơn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ gom được 18 vạn lượng. Cả đám đỏ mặt tía tai. Đám người đứng xem lại không ngừng xôn xao mấy người này tốt xấu gì cũng là thiên giai à. Trung lập có chút xấu hổ đưa một tập ngán phiếu cho đại hán râu dài, mở miệng nói, còn thiếu hai vạn, bất quá nếu ngươi đồng ý, có thể theo ta làm một đệ tử của Trung Linh Cốc, ngày sau sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ đi sao? Đại hán râu dài hừ lạnh một tiếng, chụp lấy tập ngán phiếu từ trên tay Trung lập, không thèm đếm nhét vào trong người, oán hận quay đầu bỏ đi, ảng một cục tức lớn như vậy, trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Trung lập đối với đường phong ha ha cười, đắc ý nói, thế nào? Cuối cùng ta đã thắng, đường phong thản nhiên nói, nếu một cái chó điên muốn cắn ta, ta cũng sẽ quăng khúc xương cho nó. Trung lập liên tục cười nhạt, hẹn gặp lại trong cuộc tranh tài. Chúng ta đi, mấy người đệ tử chung gia gói đá to, đá nhỏ toàn bộ la ngọc thạch đóng lại, cực kỳ hứng thú mang đi, kịch hay đã hết, đám người đứng xem cùng đều tản đi. Rất nhiều người trách đại hán râu dài quá mức nhu nhược, cũng có người cảm thấy tiếc hận thay đường phong. Với nhiều người như vậy, tin tưởng rằng qua tối nay, chuyện mấy đệ tử trung gia ư ơ ừng ỉ mạnh hiếp yếu ép giá để mua bán sẽ được truyền ra ngoài. Thật quá tức giận mà, đường điểm điểm căm giận dậm dậm chán. Đại hán kia nhìn dáng vẻ như vậy, không ngờ lại quá nhát gan, đừng để ta thấy mặt hắn, bằng không nhất định đánh hắn đến mặt mũi bầm dập mới thôi. Đường phong khẽ cười một tiếng, buôn bán mà, ngươi tin ta nguyên, hắn không bán cho ta ta còn muốn đánh hắn đây là đạo lý gì vậy, ta biết nhưng mà tức lắm, đường điểm điểm chu mỏ nói, nhưng thật ra ta nghĩ, hắn đã có một lựa chọn rất chính xác, đường phong xoa cầm ngường ngâm nói, đường điểm điểm liếc mắt đánh giá đường phong một hồi, biểu môi nói, ngươi đừng an ủi chính mình đi, đường phong lắc đầu, không tranh luận với nàng. Đại hán râu dài sắc thực sự nhát gan nhu nhược, nhưng trên thế giới này, rất nhiều lúc cùng phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cho dù nhất thời chịu thiệt cùng phải cố nén xuống, trong giang hồ mỗi giờ mỗi phút đều có thể xảy ra chuyện phải đổ máu. Đại hán râu dài có thể chịu thua thiệt như vậy, ngược lại cũng có thể hiểu hắn là một người thông minh, hơn nữa, đường phong cũng không cảm thấy có cái gì phải tiếc hận. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn thấy La Ngọc Thạch, mà khi hắn biết loại đá này quá giòn, không thích hợp để rèn vũ khí, liền cảm thấy không còn hứng thú nữa, hắn thu thập khoáng thạch quý hiếm, chủ yếu là muốn rèn ám khí và chế tạo cơ quan, quá giòn căn bản không dùng được. Chỉ là vốn nghĩ mua về làm quà biếu tặng cho mấy cô gái mà thôi, sở dĩ hắn cùng chung lập tranh đoạt, cũng chỉ là nhìn thấy hành vi của đệ tử chung ra thật không thuận mát. Này, thập thất đệ, bên kia có một tiểu nữ đang trừng mắt nhìn ngươi kia, đường điểm điểm đột nhiên chọc vào người đường phong, nói nhỏ, nhìn theo ánh mắt của nàng, đường phong vừa vặn nhìn thấy nét mặt của một người, chu tiểu điệp, một tiểu cô nương tinh quái, cực độ khôn khéo, cực độ thích tiền, trời sinh có một đôi thủ hoặc bác. Lúc này nàng đang đứng ở trước quầy hàng, đôi tay xinh sáng của nàng đang gãy lạch sạch trên chiếc kim bàn, chỉ chớp mắt đã tính toán xong giá cả, đưa bàn tính đặt trước mặt một người mua, Thanh Thúy nói, tổng cộng 3.560 lượng, người mua kia cũng không biết mua vật gì từ trên quầy hàng của nàng, lúc này thấy đang trừng mắt. Ngây ngốc, sửng sốt vui mừng rồi mới nhớ tới chuyện trả tiền. Đường Phong biết ấn tượng về mình trong lòng nàng không được tốt lắm, chỉ có thể nhìn nàng khẽ cười cười, Chu Tiểu Điệp khẽ lẩm bẩm trong miệng, mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng Đường Phong vẫn có thể đọc được từ trên môi nàng, đăng đồ tử, hết rồi. Ấn tượng của tiểu cô nương đối với mình sợ là thực sự khó có thể thay đổi, nhất là hiện tại Lục Tỷ và Minh lại có vẻ vô cùng thân thiết, nàng nói cái gì vậy? Đường Điểm Điểm suy nghĩ một lát không phải là không biết ý tứ của Chu Tiểu Điệp, không rõ lắm đường phong sờ sờ lên mũi, quá đi xem, nếu là người con gái khác có ấn tượng không tốt về mình, đường phong cũng sẽ không đi ư ê e u chọc các nàng, nhưng chu tiểu điệp thì khác. Đôi bàn tay kia thực sự quá hấp dẫn đối với đường phong, hiện tại đường phong thầm muốn được sờ xương cốt của nàng, xác định xem rốt cuộc có phải nàng thực sự có một đôi linh lung thủ hay không. Nếu thực sự nàng có một đôi tay như vậy, để nàng ở chỗ này tính sổ sách khác nào dùng dao mổ trâu giết gà, quá đáng tiếc rồi quầy hàng của hai huynh muội chu tiểu điệp không lớn xe ngựa đổ ở phía sau ca ca chu chính nhiệt tình bắt chuyện với những người khách qua lại muội muội chu tiểu điệp thì phụ trách tính sổ lấy tiền hai huynh muội phán công rất rõ ràng phối hợp ăn ý chỉ cần có khách chọn vật phẩm với tài năng của chu tiểu điệp chỉ sau một khác đã tính ra giá tiền tiểu cô nương có trí nhớ thật lạ thường trên quầy hàng có không dưới 100 loại hàng hóa mỗi một thứ nàng đều có thể nhớ kỹ Nhìn nàng gãy bàn tính một cách khéo léo cũng là một loại hưởng thụ, đâu vào đấy, vẫn chỉ như bay. Đây là một loại nghệ thuật, một loại nghệ thuật không dễ dàng có được, còn chưa đến quầy hàng của hai huynh muội Chu Tiểu Điệp, đường điểm điểm đã bị Chu Tiểu Điệp thu hút, không khỏi ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên, ngón tay của tiểu cô nương này mềm mại thật, sao có thể chuyển động nhanh như vậy? Ngay cả ta cũng không thấy rõ dấu vết, thể chất của mọi người khác nhau ánh mắt đường phong sáng quát nhìn chầm chầm vào đôi bàn tay nhỏ bé, khách nhân cần mua cái gì, chương 639, chớ lại gần người lạ. Đầu chu chính đầy mồ hôi, dáng vẻ tươi cười. Mới tới bố gia trang được một ngày, nhưng hàng hóa mang đến trên xe ngựa đã bán đi được phân nửa. Chắc giờ này ngày mai là có thể bán hết toàn bộ, sau đó, hắn có thể dùng ngân lượng kiếm được đi mua một ít đang dược dùng để tu luyện đây cùng chính là mục đích lớn nhất của bọn họ trong chuyến đi này à là đường huynh đệ à chờ đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người vừa tới chu chính lại càng thêm nhiệt tình quan sát đường phong một chút lại nhìn sang đường điểm điểm đang đứng bên cạnh đường phong một chút sắc mặt vui mừng nói đường huynh đệ là muốn mua cái gì sao đường phong lắc đầu chu huynh ngại quá ta chỉ tùy tiện đi dạo qua đây nên ghé vào xem thôi không sao có muốn cái gì cứ lấy đừng khách khí mấy thứ này cũng không đáng giá chu chính lau mồ hôi trên trán lại xoay người bác chuyện với người khách khác tiểu điệp cô nương lại gặp mặt rồi đường phong nho nhã lê độ nô lực bày ra khí phách quân tử cung tay làm lễ nói với tiểu điệp tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng trực tiếp để hai tay vào trong tay áo ngoài miệng cười giòn nói trong buôn bán người lạ chớ gần đường phong có chút nghẹn lời không nói được gì hang còn chưa từng vấp phải một người nào như người con gái ở trước mặt vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào để cải thiện hình tượng của mình đường điểm điểm lặng lẽ hỏi đường phong các ngươi biết nhau sao đường phong gật đầu ban ngày đã cùng nhau tiến vào bố gia trang đẹp ý với tiểu cô nương này sao đường điểm điểm hỏi vì sao lại nói vậy đường phong cười khang một tiếng tỷ xem ta là người như thế sao chật chật không đúng nha nam nhân đều như vậy cha ta thì có tới bảy tám nữ nhân đường điểm điểm nói không ngừng nói xong thì bỏ mặt đường phong đi tới trước mặt chu tiểu điệp cười mỉm nói tiểu muội muội có thể để tỷ tỷ xem tay ngươi được không chu tiểu điệp có vẻ bực minh lông mày nhíu lại ừm ngâm chốc lát rồi nói có thể chỉ có điều ngươi phải mua thứ đó trước đã đường điểm điểm vội vã gật đầu ngồi xổm xuống trước một đống đồ lộn xộn căn bản không có thứ gì cần dùng đến đó chọn ra một cái rồi đưa chu tiểu điệp nhìn cho rõ sau đó kín đáo đưa cho đường phong lúc thanh toán tiền đường điểm điểm vội vàng nắm lấy tay chu tiểu điệp thưởng thức vừa vuốt ve vừa kinh ngạc kêu không ngừng qua wow, quá mềm mại vì sao ông trời có thể sinh ra một bàn tay như vậy thật trắng thật linh hoạt đường phong nuốt nuốt nước miếng ánh mắt như muốn cắn lấy bàn tay nhỏ bé của chu tiểu điệp ô oh, ô oh, tức chết rồi đường điểm điểm dậm chân nói ta có cảm giác đôi tay của mình giống một đôi tay của nam nhân mất rồi không sợ không nhìn được hàng chỉ sợ hàng so với hàng đôi tay đường điểm điểm cùng coi như trời sinh linh lung thon dài mềm nhẵn thế nhưng so với đôi tay của chu tiểu điệp cùng thực sự kém người ta tới mấy bậc đường phong nhìn lục tỷ đang không ngừng vuốt ve nơi đó tức muốn chết hận không thể tự mình ra ượn nghiêm chứng một chút xem đôi bàn tay này có thực sự là đôi linh lung thủ hay không mấp máy miệng đường phong dè dặt hỏi tiểu điệp cô nương nếu ta cũng mua vài thứ có thể hay không sắc lan lưu manh hai người chu tiểu điệp và đường điểm điểm cùng công chân mày lá liễu, hung hăng quát đường phong, coi như ta chưa nói là được rồi, đường phong kinh ngạc, chỉ có thể câm miệng không nói, chu chính nhìn qua, tươi cười, cười nói với đường phong, đường huynh đệ, ta có thể nói chuyện với ngươi một chút hay không, chu huynh có gì cứ nói đừng ngại, đường phong quay đầu nhìn hắn, là như vậy, chu chính gãi gãi đầu, ta chỉ là muốn hỏi một chút, lần này đường gia các ngươi có mang một ít đang dược dùng cho tu luyện gì đó hay không? ta định chờ đến khi bán hết mấy thứ này sẽ đi mua một chút đan dược. Nhưng đường huynh cùng biết, đệ tử của đại gia tộc đối với đệ tử của gia tộc nhỏ như chúng ta có chút, không ưa cho Lam, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội mà làm nhục chúng ta. Lần này, người bên đường gia cùng bán thứ đó ở bên kia, Chu huynh muốn đi tới quầy hàng của đường gia để mua sao, đường phong đại khái đoán ra Chu chính muốn nói cái gì, phải, Chu chính có chút xấu hổ nói có thể phiền đường huynh dẫn ta qua gặp mấy người đó một chút được không, ta sẽ mua theo giá bình thường là được, cái này không thành vấn đề, đường phong gật đầu, thực sự, chu chính quá đổi vui mừng. Cuộc sống của đệ tử gia tộc nhỏ rất gian nan, coi như là muốn mua chút đan dược, cùng phải mạo hiểm bị người khác coi thành đứa ngốc. Ở đây hắn chỉ quen một minh đường phong. Thế lực của đường gia cũng không nhỏ, có đường phong dẫn đường, hắn sẽ không cần lo lắng mấy vấn đề này nữa rất đa tại đường huynh, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Không biết chu huynh muốn mua chút đan dược loại nào. Ta có thể nhắn mấy người đệ tử kia để lại cho các ngươi một ít, chỉ cần là đan dược phụ ư ở tu luyện thì loại nào cùng cần. chu chính cười tuê tuê, hắn cũng không ngờ đường phong lại tốt như vậy, vốn định tìm vài thứ để tạ ơn. Nhưng chu chính nhìn hàng hóa trên mặt đất một hồi lâu, cũng không phát hiện ra cái gì có giá trị. Những thứ lộn xộn gì đó cho dù bán hết đi, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhìn đường phong một chút, lại nhìn muội muội mình một chút, chu chính đầy hàm ý nói, sau này nếu đường huynh rảnh rang, đến nhà chu gia ở khổ thủy thành làm khách, ta cùng với tiểu muội chắc chắn sẽ tiếp đài ngươi thật tốt. Tiểu muội muội nói có đúng không, ta mới không cần chiêu đài hắn, chu tiểu điệp lộ ra vẻ chán ghét, đường phong vốn đang nhìn chầm chầm vào tay chu tiểu điệp, nghe câu nói đó không khỏi quay đầu nhìn chu chính, mở miệng hỏi, các ngươi là người ở khổ thủy thành đường huynh cùng biết khổ thủy thành sao, chu chính có chút nghi hoặc, biết. Xin hỏi chu huynh đã từng nghe qua một nữ nhân tên là Thương Hàng Đỉnh, đường phong vội vàng hỏi, chu chính nhăn lông mày, suy tư một lát, chậm rãi lắc đầu, ta thực sự chưa từng nghe qua, nói xong, hắn lại quay đầu nhìn chu tiểu điệp, nói, việc này ngươi có thể hỏi tiểu muội Nàng biết rõ tình hình trong khổ thủy thành hơn ta rất nhiều. Nàng biết rất nhiều người trong thành, Chu Tiểu Điệp hừ lạnh một tiếng, ba câu cũng không rời được nữ nhân, đúng là bản sắc của một đăng đồ tử." Đường Phong cười khổ nói, "Quả thực, người đó đúng là nữ nhân, nhưng nếu như còn sống, đại khái đã hơn 120 tuổi." Tiểu Điệp cô nương, người này đối với ta rất trọng yếu. Nếu như ngươi biết gì đó chẳng hạn, mong nàng nhất định phải nói cho ta biết." Chu Tiểu Điệp không nhịn được nói, "Chưa từng nghe qua người này, hơn nữa ở Khổ Thủy Thành cũng không có người nào họ Thương, vậy có gia tộc nào họ lưu hay không?" cũng là thương gia, Đường Phong hỏi thăm có chút khẩn trương. Nếu Chu Tiểu Điệp không biết thương hàng đỉnh, vậy nghĩa là người đàn bà này đại khái đã chết, họ Lưu thì ngược lại có tới vài nhà. Cuối cùng Chu Tiểu Điệp cùng tức giận đưa ra một đáp án khiến Đường Phong cùng bớt lo lắng. Nếu nàng nói ngay cả họ Lưu cũng không có, vậy khác nào nói Minh đã thực sự xong đời rồi, có là tốt rồi, Đường Phong cảm thấy vô cùng may mắn, Đường huynh tìm bọn họ có chuyện gì sao? Nếu tiện ta có thể thay ngươi tìm hiểu một chút, Chu chính tự đứng ra đảm nhận trách nhiệm, thực sự có một số việc, chỉ có điều ta phải tự mình đi, cảm ơn ý tốt của Chu huynh, vậy khi nào đến đó nhất định phải tới Chu gia làm khách, Chu chính nhiệt tình mời, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới ánh mắt của muội muội của mình, sẽ đến, đường phong miêm cười, nghĩ thầm cho dù không tìm thương hàng đỉnh, Minh cũng sẽ tới Chu gia các ngươi, chương 640, Giang Xuyên. Từ biệt hai huynh muội Chu Chính Chu Tiểu Điệp, Đường Phong và Lục Tỷ liền đi về phía quầy hàng của đệ tử Đường Gia. Có thể thấy được, Lục Tỷ đối với đôi bàn tay của tiểu điệp cô nương kia thật sự là lưu luyến không thôi. Trước khi đi còn nhỏ giọng căng dặn Chu Tiểu Điệp, ngày mai Tỷ Tỷ sẽ trở lại gặp ngươi. Chu Tiểu Điệp không mặn không nhạt mà đáp lại một tiếng, đâu chỉ Lục Tỷ lưu luyến. Đường Phong đã sớm bị thu hút, hắn quay đầu nhìn Lục Tỷ, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ ác độc giết chết Lục Tỷ sau đó mượn hình dạng của nàng đi sờ xương tay của chu tiểu điệp ý niệm này vừa xuất hiện đường phong đã hổ thẹn muốn chết vội vàng chửi bới mình một tiếng biến thái không ai bằng đột nhiên đường phong nảy ra một ý nghĩ ánh mắt hắn sáng ngời đây quả là một phương pháp tốt để tiếp cận với chu tiểu điệp bản thân mình có khung xương nhỏ trong người lại có vô số linh hồn phụ nữ mình hoàn toàn có thể sử dụng tá thi hoàng hồn mượn hình dạng của một người phụ nữ bất quá nếu nói như vậy thực sự có vẻ không được tự nhiên cho Lam. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đường phong thật sự cũng làm không được. Đi tới quầy hàng của mấy người đệ tử đường gia ban chi, lục tỷ căn dặn bọn họ một tiếng, nói bọn họ lưu lại mấy binh đang dược để tu luyện chờ chu chính tới thì bán cho hắn. Sau đó hai người liền đi về phía người đường gia đang ở, đêm nay đi dạo, thuần túy chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi, vốn có thể mua chút la ngọc thạch, nhưng bị đám người chung gia quấy rối cũng không mua được còn chưa đi đến sân đường phong đã thấy cách đó không xa có một bóng người vạm vỡ đang lo lắng đi qua đi lại nhưng lục tỷ tương đối cảnh giác không khỏi quát một tiếng người nào đang lén lút ở đó nghe được giọng nói của đường điểm điểm bóng người cường trắng kia vội vã đi tới vừa đi vừa cao giọng nói là ta là ta đường phong nhướng mày có chút ngạc nhiên phát hiện bóng người vạm vỡ này chính là đại hán râu dài vừa bán la ngọc thạch hắn ở chỗ này làm cái gì rốt cuộc hai vị đã trở về đại hán râu dài bước nhanh đi tới trước mặt đường phong, nét mặt lộ vẻ nghiêm trọng mà khiêm tốn, quay sang người ngây ngô với đường phong hai tiếng, ngươi tìm chúng ta có việc gì, đường phong nghi ngờ nhìn hắn, đại hán râu dài cười một tiếng, cung tay làm lễ với đường phong nói, tại hạ vì việc vừa rồi muốn nói một lời xin lỗi với huynh đài, còn mong huynh đài đừng trách, không có gì trách móc hay chê bai cả, chính là ngươi mắt mù, rõ ràng có thể bán cho chúng ta theo giá gốc, ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn tiện nghi cho Trung gia, người bị thiệt chính là ngươi chứ không phải là chúng ta, đường phong không tiếp lời, ngược lại đường điểm điểm đứng ở bên cạnh không nhịn nổi mà nói, đại hán trâu dài xấu hổ cười gượng, ai, tình nguyện đắc tội quân tử, chứ không thể đắc tội với tiểu nhân mà. Giang hồ quá mức hiểm ác và đáng sợ, vừa rồi giang mổ cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Ta cũng không muốn bị người không công chiếm mất tiện nghi, càng muốn đem mấy người chung gia thiên đao vạn quả, thế nhưng, tình thế như vậy, thật là bất đắc dĩ, đại hán râu dài chỉ một câu lặng lẽ vỗ mông ngựa, nói xong cùng rất cẩn thận, phối hợp với biểu tình khổ đại thù thâm, vô cùng oán giận. Kể khổ với đường phong về cuộc sống của một người của gia tộc nhỏ thường xuyên bị người khác chà đạp. Ta biết, đường phong khẽ cười một tiếng, Giang Huynh nói cũng có lý. Ban nãy, đường phong còn nghĩ này đại hán râu dài không tục tăng giống như vẻ bề ngoài hiện tại hắn phát hiện người này quả thực rất thông minh đại khái là khi mình và lục tỷ đi rồi liền tìm người hỏi nơi đường gia đang ở sau đó vẫn đứng chờ đợi ở chỗ này hắn sợ chung gia tự nhiên cũng sẽ sợ đường gia nếu đường phong không vui hắn cũng sợ sau này sẽ gặp họa tự nhiên muốn chờ ở đây để nói rõ ràng với đường phong mà một câu tình nguyện đắc tội quân tử cùng chớ để đắc tội với tiểu nhân càng trực tiếp đặt phạm trù quân tử lên người đường phong chẳng lẽ đường phong còn không biết xấu hổ đi tính toán với hắn ngày hôm nay hiểu được đệ tử gia tộc nhỏ sống cùng khá là gian nan đường phong cũng không muốn chỉ vì vậy mà khiến đối phương chờ đợi lo lắng cả ngày chỉ trầm ngâm chốc lát rồi nói giang huynh ta tên là giang xuyên còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của huynh đệ đại hán râu dài thấy giọng điệu của đường phong binh thản gánh nặng vẫn giữ ở trong lòng cũng được buông xuống sự thực chứng minh con mát của hắn không nhìn nhầm người Lúc đó nếu bán La Ngọc Thạch cho Đường Phong, thì mấy người đệ tử Trung Gia cũng sẽ không binh dị gần gùi mà nói vậy với hắn. Đường Phong, Đường Phong gật đầu, lại chỉ vào Đường Điểm Điểm nói, đây là lục tỷ của ta Đường Điểm Điểm, ra mắt Đường Huynh, ra mắt Điểm Điểm Tiểu Tỷ, thái độ của Đại Hán Trâu Dài rất cung kính, Đường Phong chào đáp lễ. Lục tỷ hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn có chút tức giận với cách làm của Giang Xuyên. Giang Xuyên vừa cười vừa lấy từ trong người ra hai khối la ngọc thạch, mở miệng nói, hai khối thạch này ta luôn giữ ở bên người nếu đường huynh và điểm cô nương không chê xin hãy nhận lấy đường phong nở nụ cười biết nếu minh không nhận sợ là đối phương cũng sẽ khó ăn khó ngủ nên không chối từ trực tiếp đưa tay ra tiếp rồi đưa cho lục tỷ giang huynh nói thật ta cũng không dùng gì đến la ngọc thạch huynh không bán cho ta cũng không cần suy nghĩ làm gì buôn bán quan trọng là ngươi tin ta nguyên sau này đường phong cũng sẽ không làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho huynh về điểm này mong huynh cứ yên tâm, những lời đường phong chưa nói hiện giờ đã thẳng thắn nói ra, Giang Xuyên xấu hổ vào đầu, cười một tiếng nói, đường huynh quả nhiên người chân thật nói lời thẳng thắn nói vậy khiến lão Giang ta vô cùng xấu hổ. Là lão Giang đã lấy lòng tiểu nhãn mà đo lòng quân tử, điều cần phải nói cùng đã nói, đường phong đoán đối phương hẳn là sẽ không nữa suy nghĩ lung tung, sợ mình trả thù hắn nữa, liền ôm quyền nói, đêm đã khuya, hẹn lúc khác gặp lại. Giang xuyên nghiêm mặt trả lời. Ta thấy bên hông của đường huynh và điểm cô nương có giác thẻ bài, chắc hai người đều được chọn là người tham chiến cuộc tranh tài trong gia tộc lần này. Lão Giang không biết nói gì, chỉ có thể chúc đường huynh và điểm cô nương tại cuộc tranh tài trong gia tộc vừa ra ượng đã đánh thắng giòn giả, đi đến đâu tháng đến đó, chiến được giải nhất, để mấy gã ranh con kia phải chảy nước miếng mà thèm khát. Cảm ơn câu nói của huynh, đường phong ha hả cười, dân lục tỷ xoay người đi vào bên trong, mới đi được vài chục bước, phía sau đột nhiên lại truyền đến tiếng gọi của giang xuyên đường huynh chậm lại đã đường phong nhướng mày quay lại nhìn hắn trong lòng thầm nghĩ sao người này cứ dây dưa không dứt như vậy chính mình đã nói rất rồ rằng hắn không để ý đến chuyện la ngọc thạch cũng không muốn làm người ác giang xuyên bước nhanh đi tới trước mặt đường phong mở miệng nói chỗ la ngọc thạch là ta vô ý phát hiện được trong núi sâu có hai viên đá lớn trong đó một viên bị ta tách ra bên trong có đủ loại hình dạng điêu khác còn một viên khác đường huynh cùng đã thấy qua, chỉ có điều mấy thứ này đều đã lấy mất, thấy sắc mặt đường phong âm ừm lợi hại, Giang Xuyên vội vàng nói, cùng lúc phát hiện này hai khối la ngọc thạch này, Giang Mổ còn phát hiện một khối đá khác, hả, hai hàng lông mày của đường phong liền nhíu lại, sắc mặt đầy vẻ quan tâm, là đá loại nào, Giang Xuyên không khỏi thở vào nhẹ nhòm, đáp, Giang Mổ cũng chưa từng thấy qua, có một khối lớn như vậy, vừa nói, Giang Xuyên đưa hai tay lên mở rộng làm tư tế như đang ôm một người. Ta vận công để chém, cũng không chém được, nhưng này tảng đá rất mềm, không giòn. Hơn nữa, có chút giống với da người, Đường Phong vốn đang hăng hái bừng bừng chợt lại mất hứng. Nếu tảng đá rất mềm, nói cách khác tính chất cũng không tốt, giống như La Ngọc Thạch cũng không thể dùng để rèn vũ khí, đang muốn mở miệng nói, Linh Khiếp Nhan lại vội vàng nói, "Phong ca ca, hỏi hắn xem tảng đá này có phải là có thể hấp thu cương khí?" Trong lòng Đường Phong khẽ chấn động trước câu nói của Linh Khiếp Nhan giang xuyên nói thật đúng là như vậy nhưng lại hoàn toàn khác la ngọc thạch la ngọc thạch là do linh khí trong trời đất tụ lại còn khối đá này lại có thể hấp thu cương khí mà ta đánh vào đường huynh biết khối đá này sao đường phong chậm rãi lắc đầu không biết nhưng hình như đã nghe qua ở đâu đó giang xuyên nói nếu đường huynh nghĩ khối đá này có ích cho ngươi giang mổ có thể tặng cho ngươi coi như món quà cho tình bằng hữu này của ngươi khối đá này quá kỳ lạ bản thân Giang Xuyên giữ lại cũng vô dụng. Hắn là một người đệ tử của gia tộc nhỏ, nếu có thể sử dụng này khối đá này đổi lấy tình bằng hữu của một đệ tử gia tộc lớn, thì cuộc buôn bán cũng không tệ. Vậy khối đá này hiện đang ở đâu? Tuy rằng đường phong không rõ Linh Kiếp Nhan cảm thấy hứng thú gì, nhưng có thể khiến nha đầu cảm thấy hứng thú, khẳng định không phải là vật bình thường. Ánh mắt của nha đầu này rất lợi hại, hiện còn ở trong nhà của Giang Mổ, bởi vì nó quá lớn, không tiện vận chuyển qua đây giang xuyên hơi lúng túng nói không bằng như vậy chờ tới cuộc tranh tài trong gia tộc lần này kết thúc đường huynh cùng ta đi tới giang gia một chuyến vậy cũng không xa nơi đây là mấy chỉ có khoảng một nghìn dặm được vậy làm phiền giang huynh ở lại đây thêm mấy ngày đường phong gật đầu hẳn là nên ở lại rồi giang xuyên luôn miệng đáp hắn biết rốt cuộc đường phong đáp ứng giao tình của hắn cứ như vậy sau này Giang Gia mới có thể mua được mọi vài vật liệu dành cho tu luyện từ trên tay Đường Gia. đối với đệ tử Đường Gia mà nói, những vật liệu này có lẽ không đáng giá gì, nhưng đối với đệ tử Giang Gia mà nói, tất cả đều là bảo bối. Sau khi Đường Phong nhận lời với hắn là sau cuộc tranh tài trong gia tộc kết thúc sẽ để hắn dẫn đi xem khối đá kỳ lạ kia, những gì cần nói đã nói xong, Đường Phong và Giang Xuyên cáo biệt, trở lại trong sân, Đường Điểm Điểm lại lén lút đi vào phòng mình. Đường Phong cũng đi vào trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm xuống xâm nhập vào đan điền, mở miệng hỏi, nha đầu, tảng đá như lời Giang Xuyên nói có ích lợi gì sao, đương nhiên là có tác dụng, Linh Khiếp nhan kích động, nét mặt đỏ bừng, Đường Phong chưa bao giờ nhìn thấy nàng hài lòng hưng phấn như vậy, vậy rốt cuộc nó là cái gì, ta không thể nói trước, nếu không chính mắt trông thấy, thì không thể xác định, Linh Khiếp nhan úp úp mở mở nói, nếu không phải đúng là thứ ta muốn tìm, chẳng phải là mất mặt muốn chết, vậy thử nói một chút về tác dụng của nó cho ta xem nào, đường phong cũng không cố hỏi, vô dụng đối với ca ca, có ích đối với ta. Khanh khách, nếu đúng là thứ ta cần, vậy thứ khó tìm nhất cũng đã tìm được rồi, còn lại chỉ cần tìm. Qua, ngày gặp lại ánh mặt trời sẽ không xa, Linh Kiếp Nhan ở trong đan điền hoa chân múa tay một hồi đầy vui sướng. Đường Phong nhìn thấy vậy liên tục lắc đầu, không ngờ khối đá kỳ lạ khi dĩ nhiên lại vô dụng đối với mình, bất quá nha đầu chỉ còn lại có linh hồn, muốn tảng đá làm cái gì. Đường Phong có chút không hiểu, xem ra mình phải lưu lại trong linh mạch chi địa thêm một ít thời gian nữa mới có thể quay trở về Thiên Tú rồi, quả nhiên là kế hoạch thay đổi đến mức không theo kịp. Kế hoạch của mình vốn chỉ là lưu lại nhìn cuộc tranh tài gia tộc rồi trở về, lại không nghĩ rằng trong 3 tháng này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là do mình cũng muốn tham dự cuộc tranh tài gia tộc sau đó lại phải đi khổ thủy thành tìm kiếm thương hàng đình, hiện tại lại thêm một việc, đó chính là cùng Giang Xuyên đi tới Giang Gia, như vậy sẽ có một khoảng thời gian dài không nhìn thấy mấy nữ hải kia, trong lòng cũng thấy nhớ, không biết các nàng ở thiên tú chung sống có hòa bình hay không, tiểu nhà có thể cả ngày khi dễ mạc sư tỷ hay không, bất quá có lại tỷ ở đó, tiểu nhà sợ là trở mình không kịp nói gì đến mấy chuyện khác, ngày thứ hai, Đường Phong và Lục Tỷ lại đi một lần tới quầy hàng hai huynh muội nhà Chu Chính lúc này đường phong bị kéo đi theo dựa theo lời lục tỷ mà nói có thập thất đệ đại ca dù muốn trách tội cũng không tiện mắng đường phong cảm giác mình giống bùa hộ mệnh của lục tỷ lại mua một vài thứ gì đó trong đống hỗn độn trên quầy hàng lục tỷ lôi kéo tay của chu tiểu điệp không buông tiểu cô nương kia sợ là cũng có thể cảm thụ được lòng yêu mến của lục tỷ đối với bàn tay của nàng lúc này cũng không khó chịu giống như lần đầu tiên vậy hai người vừa nói chuyện vừa cười nhưng tiểu điệp đối với đường phong vẫn lạnh lùng như trước, từ từ sẽ đến, tiểu muội tuổi còn nhỏ, không nên quá vội vàng, chu chính an ủi đường phong, chu huynh, sợ là huynh đã hiểu lầm rồi, ha ha, ta hiểu rõ, ta hiểu rồi, chu chính hoàn toàn không để cho đường phong có cơ hội mở miệng giải thích, liền bộn rộn với công việc làm ăn của mình, cuối cùng, đường phong dưới yêu cầu nghiêm khắc của lục tỷ cũng đứng một bên trợ giúp cho hai huynh muội nhà chu chính bán thứ đó có hai vị thiên giai đang đứng ở phía trước hơn nữa hai huynh muội nhà chu chính nhiệt tình đón tiếp và tính toán rất nhanh chưa hết đêm chu chính đã bán hết toàn bộ hàng hóa mang đến chu chính lại cảm thấy hối hận vì mình mang quá ít bất quá khi lục tỷ đề nghị mang theo hai người đi mua đang dược dùng cho tu luyện chu chính lập tức không còn oán giận cuốn cùng theo sát phía sau lục tỷ đi về phía quầy hàng của đệ tử đường gia mặc dù đường điểm điểm có mang theo nhưng thứ đó không thể tặng người không ở trong gia tộc chỉ có thể bán với giá thấp cho hai huynh muội nhà chu chính dù vậy, Chu Chính và Chu Tiểu Điệp cũng đã kiếm lớn. Dùng giá bình thường mua gấp đôi, gấp ba gì đó, có thể không kiếm sao. Chiếm tiện nghi lớn như vậy, một người như Chu Tiểu Điệp dù tham tài, cũng có chút cảm giác không tiện lắm. Mặt hơi do dự, lắp bắp đi tới trước mặt đường phong, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, mở miệng nói, ta thay mặt ca ca ngu ngốc kia để cảm tạ ngươi. Ngươi cũng biết ta rất không tình nguyện, cho nên hãy nhanh nhanh tiếp thu sự mang ơn này đi. Đường Phong dở khóc dở cười. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được có người dùng phương thức này để nói lời cảm tạ, cô nương tiểu Điệp cũng thật là kỳ lạ, tiểu Điệp cô nương quá nghiêm trọng rồi, người trong giang hồ, ra ngoài đều dựa vào bằng hữu. Đường Phong nhìn nàng gật đầu, ánh mắt lại kính đáo liếc nhìn bàn tay của Chu tiểu Điệp, lại không nghĩ rằng, nàng tất nhiên lại chậm rãi đưa tay tới trước mặt Đường Phong, nghiêng đầu, nét mặt hơi ngượng ngùng và có chút không cam lòng nói, chỉ có một lần này thôi thời gian không được vượt quá mười hơi thở đường phong nghe vậy thì sửng sốt trong lòng chợt mừng rõ chu tiểu điệp làm như vậy rõ ràng là để cho mình xoa bóp tay nàng thật ra đường phong muốn giả vờ thanh cao định lời lẽ chính nghĩa mà cự tuyệt nhưng trong lòng quá khát vọng và hiếu kỳ đối với bàn tay hoạt bát lại khiến hắn nhịn không được ôm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của chu tiểu điệp vừa cầm vào đã cảm thấy mềm mại nhẵn nhụi hoàn toàn không giống với đôi tay của người trên trần gian thân thể mềm mại của chu tiểu điệp khẽ chấn động cũng cố nén không rút tay lại